để ý vào điểm danh các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chiều nay tôi được phân công của bộ môn giới thiệu với các bạn là hai bài. Bài thứ nhất là bài viêm ruột thừa, bài thứ hai là bài hẹp môn vị. Đấy. Thế đầu tiên thì các bạn cứ nhìn ngay vào cái tiêu đề bài này. Tôi đề đây là bài viêm ruột thừa cấp. Đấy. Thế thì các bạn sẽ thắc mắc ngay, khi mà đã có một cái bệnh nào đó mà cấp tính thì liệu nó có viêm ruột thừa mãn tính hay không? Đấy. Thế thì tôi cứ đặt ra câu hỏi là như thế, được chưa? Để cho các bạn tìm hiểu, thì tôi sẽ cũng muốn được cái tính chủ động của sinh viên. Thế và tôi giao ước luôn là nếu như mà các bạn được tìm hiểu được tốt, còn nếu mà các bạn mà không tìm hiểu thì tôi sẽ để dành cái vấn đề này cho đến khi nào mà chúng ta gặp nhau trong cái buổi thi hết môn, đúng không ạ? Đấy. Thế tôi đặt một câu hỏi là thế thì cái bài giảng đây tôi đã định viết rõ là bài viêm ruột thừa cấp. Thế câu hỏi đặt ra là thế có viêm ruột thừa mãn tính hay không? Đấy, để tôi đưa một vấn đề để cho các bạn về tìm hiểu, được chưa? Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào cái chủ đề này trong những cái buổi hỏi thi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đâu này nó lại không được nhỉ? À đây rồi. Rồi. Ở đây các bạn thấy rằng là người ta ghi như thế này. Tôi rất thích cái bức ảnh này. À, bức ảnh này, bức ảnh rất khôi hài. Người ta nói là thậm chí chỉ một gì? Một ông nha sĩ cũng có thể chẩn đoán được viêm ruột thừa cái dạng kinh điển. Đấy. Câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là viêm ruột thừa nó là một cái bệnh làm sao rất dễ chẩn đoán. Đấy, dễ chẩn đoán đến mức là gì, một ông bác sĩ không phải à, xin lỗi, một ông nha sĩ nhé, nha sĩ không phải là bác sĩ đâu các bạn nhé. Đấy, các bạn đấy đó, các bạn đang học về răng hàm mặt đấy, thì người ta có cái khái niệm cái ngành học nha sĩ khác, nha sĩ không phải là bác sĩ đấy. Thì người ta nói là ngay thậm chí ngay cả một nha sĩ cũng có thể chẩn đoán được viêm ruột thừa dạng kinh điển. Điều đó cho thấy rằng là viêm ruột thừa làm sao nó rất dễ chẩn đoán, được chưa? Tuy nhiên, các bạn phải lưu ý cho tôi, cái việc dễ chẩn đoán này nó chỉ dừng ở gì? Classic, tức là gì? Những dạng viêm ruột thừa ra kinh điển thôi. Và điều đó chứng tỏ rằng là ngoài những cái thể lâm sàng điển hình là viêm thừa kinh điển này, thì nó còn có những cái thể lâm sàng làm sao? Hết sức phức tạp. Và phức tạp như thế nào? Chốc nữa đi vào một trong cái mục chẩn đoán, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái mục tiêu học tập của ba trong cái bài này gồm có ba mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là các bạn phải trình bày được các triệu chứng lâm sàng và các triệu chứng cận lâm sàng của viêm ruột thừa cấp. Mục tiêu thứ hai là các bạn phải trình bày được cái phần chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán các biến chứng của viêm ruột thừa cấp. Thế và chuyển sang một cái mục tiêu cuối cùng, tôi chỉ nhắc qua thôi, Y3 tất nhiên chứ các bạn chưa học về điều trị, nhưng tuy nhiên rằng là trong chương trình thì chúng tôi sẽ không dạy lại cái bài này nữa, đơn giản tôi nêu qua cái nguyên tắc điều trị viêm ruột thừa cấp. Đấy, và cho vậy cho mục tiêu bài học và bài này chúng ta có ba cái mục tiêu như vậy. Thì người ta giới thiệu viêm ruột thừa là một cái cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất trong cái chuyên ngành ngoại khoa. Đấy, đầu tiên các bạn phải biết chuyên ngành ngoại khoa là gì. Ngoại khoa là một chuyên ngành của y học mà nó tập hợp tất cả các vấn đề về y tế mà cái việc điều trị nó đòi hỏi phải cần đến một cuộc mổ, hay cái việc điều trị đòi hỏi về phương pháp phẫu thuật. Đấy, tất cả những cái bệnh lý gì liên quan đến điều trị bằng phẫu thuật thì người ta được gọi là gì? Là cái bệnh lý ngoại. Và tất cả các hoạt động y tế nằm trong cái lĩnh vực đó người ta gọi là gì? Lĩnh vực ngoại khoa. Đấy, để các bạn hiểu nhé. Thế thì viêm ruột thừa nó là cái bệnh thường gặp nhất, một cái cấp cứu thường gặp nhất trong ngoại khoa. Đó. Và trung bình các bạn thấy rằng là nếu như các bạn sau này các bạn sẽ đi trực ở tất cả các bệnh viện, thì hầu như ở tất cả các cái bệnh viện mà có khoa cấp cứu ngoại thì hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân viêm ruột thừa. Được chưa? Đấy là cái sự phổ biến của nó như thế. Viêm ruột thừa như tôi nói, ngoài cái thể lâm sàng điển hình, nó còn rất nhiều các thể lâm sàng khác nhau, trong đó tôi sẽ giới thiệu. Cái việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời phẫu thuật, đây là cái yếu tố quan trọng nhất để tránh các cái biến chứng nặng. Và như vậy, cái tiên lượng của bệnh viêm ruột thừa nó phụ thuộc vào hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta phải chẩn đoán sớm. Và việc thứ hai là sau khi chẩn đoán rồi chúng ta phải gì? Phẫu thuật kịp thời.
thì nó mới bảo đảm rằng cái tiên lượng bệnh tốt được. Thế tôi đi vào giới thiệu cái phần đầu tiên là các cái thể giải phẫu bệnh. À, đầu tiên đối với Y3 các bạn phải hiểu thế nào gọi là giải phẫu bệnh. Giải phẫu bệnh, à, cái môn học giải phẫu bệnh là gì? Là các cái tổn thương, các hình thái tổn thương của các bộ phận cơ quan trong cơ thể, à, trong từng bệnh nhất định. Tôi lấy ví dụ như là trong cái bệnh virus thừa chẳng hạn, đó, thì người ta sẽ mô tả là à cái ruột thừa viêm đấy thì về mặt giải phẫu đại thể và vi thể nó sẽ biến đổi như thế nào, thì cái môn đó gọi là môn giải phẫu bệnh, được chưa? Giải phẫu bệnh là mô tả giải phẫu của cơ thể trong các điều kiện, trong các hoàn cảnh bệnh lý. Đấy, thế còn Y2, Y1 các bạn học môn giải phẫu thì đây là gọi là giải phẫu thường, tức là cấu trúc, cấu tạo của cơ thể đó, trong hoàn cảnh gì? Cơ thể bình thường, khỏe mạnh, không có bệnh gì cả. Thế còn giải phẫu bệnh có nghĩa là cấu trúc của các cái cơ quan trong hoàn cảnh, trong điều kiện bệnh lý. Thế thì đối với ruột thừa, vị viêm nó có ba cái hình thái giải phẫu bệnh như thế này. Hình thái thứ nhất người ta gọi là viêm ruột thừa xung huyết, được định nghĩa rằng cái quá trình viêm nhiễm nó đang chỉ khu trú ở lớp niêm mạc của ruột thừa. Đấy, các bạn biết về mặt cấu trúc của ruột thừa thì nó có gì? Nó có ba lớp, cũng như các ống của ống tiêu hóa gồm có lớp niêm mạc bốn lớp chứ phải ba, một niêm mạc, lớp dưới niêm mạc, một lớp cơ và gì, và lớp thanh mạc. Đấy. Thế thì viêm ruột thừa xung huyết là cái quá trình viêm nó chỉ khu trú ở lớp niêm mạc, và tại đây thì các bạn sẽ thấy hình ảnh là cái niêm mạc nó phù nề và mặt vi thể nó sẽ thâm nhiễm các cái bạch cầu đa nhân trung tính, à, nó xuất hiện ở đó. Thế và về mặt đại thể thì nhìn cái ruột thừa, nhìn bề ngoài ruột thừa nó còn di động và gì, và trên bề mặt nó xung huyết, tức là các mạch máu nó giãn ra. Một hình thái giải phẫu bệnh thứ hai người ta gọi là viêm ruột thừa mủ. Mủ có nghĩa là sao? Tức là khi toàn bộ các lớp của thành ruột thừa nó bị cái quá trình viêm nhiễm nó xâm nhập đến. À, thế thì ruột thừa nó sẽ biến thành một cái túi, à, trong lòng chứa đầy mủ. À, thế và nếu tiếp tục tiến triển cái viêm ruột thừa mủ đó mà không được điều trị, nó sẽ dẫn đến hình thái cuối cùng, nó gọi là hình thái viêm ruột thừa có biến chứng. À, có biến chứng tức là nó cái ruột thừa nó sẽ bị vỡ ra và nó gây nên ba cái loại biến chứng như này. Biến chứng thứ nhất là biến chứng viêm phúc mạc toàn thể. À, các bạn sẽ có một cái bài học riêng về viêm phúc mạc, viêm mạc toàn thể. Biến chứng thứ hai gọi là biến chứng gì? Áp xe ruột thừa, hay còn một dùng từ khác người ta gọi là viêm phúc mạc khu trú cho viêm ruột thừa. Đấy, nhưng mà trên lâm sàng khi ruột thừa nó có mủ người ta hay dùng từ áp xe ruột thừa hơn. Và một cái hình thái cuối cùng người ta gọi là hình thái nó gọi là gì, là đám quanh ruột thừa. Đấy, khi cái ruột thừa nó bị vỡ ra, nó có biến chứng thì nó gây nên ba cái hình thái tổn thương như vậy. Đây là hình ảnh của một cái ruột thừa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, cái hình ảnh ruột thừa là cho bạn thấy là ruột thừa nó xung huyết hết toàn bộ dưới niêm mạc, thấy chưa? Và ruột thừa nó gì, nó phù nề, nó to lên, kích thước ruột thừa. Và các bạn nhìn thấy đây, đây này, đây này. Đây, các bạn có nhìn thấy cái con chuột tôi chỉ được không? Dạ có. Được. Đấy, đây là cái mà tôi đang chỉ, đây là cái mạc treo của ruột thừa, các bạn thấy không? Nó ngấm dịch, nó phù nề, nó thâm nhiễm viêm. Đây hình ảnh thâm nhiễm viêm. Tất nhiên đối với các bạn là thế nào hình ảnh bình thường, thế nào là hình ảnh thâm nhiễm, thì cái này bắt buộc các bạn phải gì? Các bạn phải đi lâm sàng, các bạn phải vào xem người ta mổ. Đó. Thì xem các bạn phải nhìn được hình ảnh ruột thừa thế nào là bình thường, khi chuyển sang cái ruột thừa nó bệnh lý thì chúng ta mới gì, chúng ta mới nhận biết được. Đây là hình ảnh cái ruột thừa, các bạn thấy không? Đây là cái ruột thừa nó đã bị viêm đây, các bạn thấy mạch máu nó giãn ra hết dưới niêm mạc này, người ta xung huyết này, nhưng bên cạnh nó các bạn thấy cái hình ảnh này làm sao, nó có gì đây, các bạn nhìn thấy gì? Đây là mủ xung quanh ruột thừa. Điều này chứng tỏ rằng là gì, cái ruột thừa này làm sao, nó đã bị hoại tử rồi, nó đã bị vỡ rồi đó, và mủ nó bắt đầu gì, nó lan tràn ra xung quanh ruột thừa rồi. Đó. Chuyển sang cái phần thứ hai là phần sinh lý bệnh. Thế tại sao cái viêm ruột thừa nó viêm được? À, người ta nói rằng là như thế này, cái sự khởi động quá trình viêm ruột thừa thường bắt đầu từ một gì, từ một cái nhiễm, cái bít tắc ở trong lòng ruột thừa. À, cái sự bít tắc lòng ruột thừa nó do gì? Do tăng sinh năng bạch huyết này, do sỏi phân này, do các cái dị vật này, do giun này. Đấy, đấy tất cả các nguyên nhân làm cho cái lòng ruột thừa nó bị bít tắc. Khi cái lòng ruột thừa nó bị bít tắc thì lưu thông dịch ở bên trong lòng ruột thừa ra, nó không được lưu thông với cái lòng manh tràng nữa và nó bị ứ đọng lại trong đấy, và trên cơ sở đó rất nhiều vi khuẩn nó phát triển, mà là chủ yếu là cái gì, các vi khuẩn gram âm, chủ yếu là vi khuẩn gì, các vi khuẩn gram âm yếm khí và ái khí. Đấy, thế cái quá trình sinh lý bệnh là đầu tiên là cái ruột thừa nó chỉ gì, viêm lớp niêm mạc, sau đó quá trình viêm nó lan ra các toàn bộ các lớp của thành ruột thừa, rồi đến tiếp tục nữa thì cái ruột thừa đem ra sau khi bị viêm toàn bộ thì nó bắt đầu hoại tử, nó vỡ ra, nó gây nên ba cái biến chứng như tôi nói các bạn. Biến chứng thứ nhất là gì, biến chứng gọi là đám quanh ruột thừa,
Biến chứng thứ hai là biến chứng viêm phúc mạc toàn thể do viêm ruột thừa. Và biến chứng thứ ba người ta gọi là biến chứng áp xe ruột thừa. Và cái áp xe ruột thừa này như tôi đã nói, nó người ta còn dùng một từ khác, người ta gọi là gì? Viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa. Đấy, đấy là cái quá trình tiến triển của viêm ruột thừa, nó sẽ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là các bạn phải trình bày được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Thì đối với các triệu chứng lâm sàng, bao giờ các bạn trình bày ra làm ba nhóm: một là triệu chứng cơ năng, hai là triệu chứng thực thể, ba là triệu chứng toàn thân. Đấy. Thì trong các nhóm triệu chứng cơ năng của viêm ruột thừa, chúng ta thấy nó có ba cái nhóm triệu chứng: một là đau bụng, hai là nôn và buồn nôn, ba là các cái rối loạn tiêu hóa khác, ví dụ như chán ăn, táo bón, ỉa chảy. Thế thì trong ba cái triệu chứng cơ năng này thì các triệu chứng nôn, buồn nôn và rối loạn tiêu hóa là những triệu chứng ra nó không rõ ràng, nó không đặc hiệu và nó có thể gặp ở trong nhiều bệnh khác nhau, cho nên cái sự xuất hiện của các triệu chứng này làm ra nó không quan trọng lắm, nó không đóng góp phần quan trọng lắm trong cái việc chẩn đoán viêm ruột thừa. Mà cái việc chẩn đoán viêm ruột thừa nó lại phải phụ thuộc vào chính vào cái triệu chứng gì? Triệu chứng đau bụng này này. Đấy. Và như vậy, câu hỏi đặt ra cho các bạn I3 là đau như thế nào thì được nghĩ đến là đau do viêm ruột thừa, vì các bạn biết rằng là tất cả các bệnh trong ổ bụng đều gây đau cả, đúng không ạ? Thế thì đau bụng như thế nào thì được gọi là, thì nó đặc hiệu, nó phản ánh đấy là đau do viêm ruột thừa. Thế thì chúng ta phải lưu ý đặc điểm của đau bụng do viêm ruột thừa là gì? Thứ nhất là đau âm ỉ. Âm ỉ ở đây có nghĩa là gì? Cái cường độ của đau làm sao nó không dữ dội lắm, bệnh nhân cảm giác đau ở đó khó chịu nhưng người ta vẫn đi lại được. Cho nên mà các bạn thấy một bệnh nhân nào đó vào viện làm sao đau lăn lê bò toài, lăn lộn ở trên giường, hoặc là đau là gì, gấp bụng lại nằm im một chỗ mà đau không thể đứng dậy đi lại được, thì đấy, những cái kiểu đau nặng như thế, đau dữ dội thế thì lại không phải gì, không phải đau do viêm thừa, được chưa? Đấy, đặc điểm thứ nhất là đau nguyên tố, đau âm ỉ. Đặc điểm thứ hai là gì? Nó phải đau liên tục. Liên tục tức là gì? Liên tục tức là gì? Từ lúc bệnh nhân bị bệnh cho đến khi được điều trị là gì? Nó cũng liên tục và thậm chí gì? Nó tăng dần nếu không có tác dụng của điều trị. À, cho nên tất nhiên bệnh nhân mà tự đi mua vài cái viên thuốc giảm đau uống thì có khi là gì, nó lại giảm đi, nhưng nếu không từ dưới tác dụng của điều trị thì cái việc đau nó sẽ tăng dần và liên tục nó khác, chứ nó không phải là đau từng cơn, đau từng lúc, đúng không ạ? Đau từng cơn thì lại đặc hiệu trong cái bệnh gì, bệnh tắc ruột hoặc là bệnh cơn đau do sỏi niệu quản chẳng hạn. Thế đây đau do viêm thừa phải là đau liên tục. Cái đặc điểm thứ ba là gì? Đau là gì? Đau ở vùng hố trộn phải. Đấy. Lúc đầu tiên bệnh nhân có thể đau ở rất lung tung, đau quanh rốn, đau bên trái, đau thượng vị, nhưng khi bệnh mà rõ thì kiểu gì cái triệu chứng đau nó cũng về, nó tập trung đau ở hố trộn phải. À. Và cái vùng hố trộn phải đấy nó đau đặc hiệu đến mức mà ngày xưa khi các bạn, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường như các bạn ấy, thì cái triệu chứng đau bụng này người ta không gọi là đau bụng đâu, người ta đặt tên nó thì đau bụng hố trộn phải. Đấy, cái triệu chứng trong viêm ruột thừa nó lại đặt hẳn tên, tức là gì? Tên của triệu chứng là đau bụng hố trộn phải. Đấy chưa? Đấy, là ngày xưa nó điển hình như thế. Tất nhiên bây giờ do sự phát triển của y học thì người ta phát hiện rất nhiều bệnh ở vùng cũng đau hồi chỗ phải, chứ không phải là gì viêm ruột thừa. Nhưng các bạn mà có tham khảo các sách cũ, người ta sẽ gọi triệu chứng đau đấy gọi là gì? Đau bụng hồi chỗ phải, để cho thấy rằng là khi người ta nói đến vị trí đau hồi chỗ phải là cái việc đầu tiên nảy số trong đầu bác sĩ, liệu có phải là viêm ruột thừa hay không. Đấy, nó từ gặp như vậy. Chúng ta chuyển sang cái nhóm triệu chứng thứ hai là cái triệu chứng toàn thân. Toàn thân thì viêm ruột thừa các bạn biết đây là một bệnh nhiễm khuẩn, được chưa? Và chính vì nhiễm khuẩn như vậy, thế cho nên rằng là nó sao? Nó là nhiễm khuẩn, thế cho nên là nó bao giờ phải có triệu chứng nhiễm trùng toàn thân. À, nó đặc hiệu như này: bệnh nhân có biểu hiện sốt từ 37 độ 5 đến 38 độ. À, như vậy là cái viêm ruột thừa thì sao? Sốt không cao, đấy, sốt vừa vừa thôi, sốt nhẹ thôi. Chứ nếu bệnh nhân nào đến sốt 40-41 độ thì sao? Thì các bạn lại phải nghĩ đến câu chuyện khác, những bệnh khác. Nhưng ngược lại với cái việc sốt nhẹ thì cái hội chứng nhiễm trùng của bệnh nhân lại rất rõ ràng. Bệnh nhân gì vẻ mặt hốc hác, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi rất rõ. Đấy. Và như vậy là cái đặc điểm nhiễm trùng trong cái bệnh viêm thừa là gì? Sốt thì không cao nhưng hội chứng nhiễm trùng thì lại rất rõ ràng. Chúng ta chuyển sang cái nhóm triệu chứng thứ ba là các triệu chứng thực thể. Trong các triệu chứng thực thể thì triệu chứng quan trọng nhất là tôi đánh dấu đây là gì? Phản ứng thành bụng ở vùng hố trộn phải, được chưa? Thế thì tôi hỏi các bạn I3 là các bạn đi học tiền lâm sàng, các bạn đã được học cái thế nào là phản ứng thành bụng, thế nào là cảm ứng phúc mạc, thế nào là co cứng thành bụng, những cái triệu chứng đấy các bạn đã được học ở trong cái môn tiền lâm sàng chưa? Răng chúng em không.
À, sao lại không không học tiền lâm sàng hả? Dạ vâng ạ. Thế thì đấy tôi định nghĩa cho các bạn có ba cái triệu chứng đau bụng mà hay gặp nhất trong cái trong các bệnh ngoại khoa và thậm chí và chính vì thế cho nên người ta gọi ba cái triệu chứng đấy gọi là bệnh triệu chứng bụng ngoại khoa, được chưa? Thế tôi mà triệu chứng thứ nhất là triệu chứng phản ứng thành bụng. Đấy, phản ứng thành bụng là thế nào? Phản ứng thành bụng được biểu hiện là khi các bạn khám các bạn ấn vào cái bụng bệnh nhân, được chưa? Lúc đầu ấn vào thì cái thanh bụng nó còn đang mềm, được chưa? Nhưng khi các bạn ấn sâu tay xuống thì cái cơ thành bụng nó co lại. Và vì cơ co lại, các bạn sẽ cảm giác rằng à, đến lúc đấy thì cái bụng làm sao? Nó đang mềm, nó trở lên gì? Nó trở lên cứng hơn. Đấy, vì nó đang mềm, vì cơ nó co lại, các bạn sẽ thấy rằng là bụng nó cứng hơn và đồng thời bệnh nhân thấy đau rõ ràng, đau trội lên ở cái vùng các bạn ấn. Và khi có cái biểu hiện như thế, người ta gọi là gì? Là phản ứng thành bụng, được chưa? Sang triệu chứng thứ hai là triệu chứng cảm ứng phúc mạc. Cảm ứng phúc mạc nó khác ở điểm nào? Khi các bạn khám một cái bụng các bạn ấn xuống, bụng vẫn mềm, bệnh nhân chưa thấy đau. Các bạn ấn xuống sâu nữa, bụng nó vẫn mềm, cơ vẫn không co, bệnh nhân vẫn chưa thấy đau. Nhưng khi các bạn thả tay ra đột ngột thì bệnh nhân thấy đau chói ở cái chỗ bạn gì? Các bạn vừa mới thả tay ra. Đấy, đấy là triệu chứng cảm ứng phúc mạc. Chuyển sang cái triệu chứng cuối cùng gọi là triệu chứng co cứng thành bụng. Co cứng thành bụng là như thế này. Khi các bạn bắt đầu chạm tay vào bụng bệnh nhân thì các bạn đã thấy gì? Bụng nó cứng rồi. Tại sao nó cứng? Bởi vì các cơ thành bụng nó đã co sẵn từ trước khi các bạn chạm vào bụng và bệnh nhân đã đau sẵn trước khi các bạn chạm vào, bệnh nhân đã đau rồi. Được chưa? Và khi bạn chạm vào một cái thấy bụng là gì? Nó cứng. Nó cứng là vì các cơ nó đau, à các cơ nó co. Thế thì khi các bạn ấn vì bụng nó đã cứng rồi, các bạn cố tình các bạn ấn thêm một tí nữa thì các bạn thấy không? Bụng lại trở nên cứng hơn nữa và bệnh nhân lại gì? Lại kêu đau hơn nữa. Đấy, cái triệu chứng như thế gọi là triệu chứng gì? Co cứng thành bụng, được chưa? Và như vậy, quay lại bài viêm qua viêm ruột thừa của chúng ta thì triệu chứng quan trọng nhất là triệu chứng có phản ứng thành bụng ở vùng hõm chỗ phải, được chưa? Thế ngoài cái phản ứng thành bụng ra, các bạn ấn vùng hõm chỗ phải sẽ có những trường hợp các bạn thấy thấy bệnh nhân chỉ kêu đau thôi mà không có phản ứng, không có cảm ứng, không có co cứng gì cả. Thì người ta vì cái bệnh viêm ruột thừa là cái bệnh hay gặp nhất, người ta mô tả từ rất lâu. Thế đâm ra là người ta mô tả các điểm đau có thể gặp trong viêm ruột thừa. Đấy, đấy các bạn nhìn trên màn hình thế là điểm Macbeth này này, điểm Lanz này, điểm Clado này, được chưa? Những cái điểm đau này ấy, thì nó mang tính chất chỉ là gì? Nói để cho các bạn gì? Chém gió thôi, tức là gì? Biết về mặt lý thuyết thôi. Chứ nếu như các bạn đo đạc cẩn thận ba cái điểm đo này, lấy thước thiết ra mà đo thì thấy rằng là ba cái điểm đau nó sẽ nằm trong một cái vùng khoảng độ 1,5 cm ở trong vùng hõm chỗ phải. Và như vậy nó chỉ vừa đúng cái việc một ngón tay của các bạn chạm vào cái vùng hõm chỗ phải. Và vì chính vì thế, về mặt thực hành lâm sàng, các bạn thấy chưa? Là cái sự khác biệt về ba điểm đau này làm sao? Nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy, bởi vì nó chỉ nằm ở trong một cái vùng bằng kích thước cái đầu ngón tay ở trên vùng hõm chỗ phải thôi. Đâm ra cái ý nghĩa của nó không khác nhau. Tuy nhiên, tôi có phải nêu ra đây bởi vì khi các bạn xem trong sách, đây là những điểm đau rất hay được mô tả trong lịch sử, trong y văn phát triển của ngành ngoại khoa. Thế tuy nhiên có một cái điểm đau tương đối đặc biệt gọi là điểm đau trên mào chậu. Nó hay gặp trong trường hợp ruột thừa, nó lại không nằm ở vị trí đấy, vị trí bình thường mà nó nằm gì? Nó nằm ở vị trí sau manh tràng thì chúng ta hay gặp ở điểm đau gì? Trên mào chậu. Thế ngoài cái dấu hiệu phản ứng thành bụng ra, bệnh nhân còn có một số dấu hiệu sau. Vì có những triệu chứng, có những trường hợp, có trường hợp co cứng thành bụng như tôi đã định nghĩa như các bạn đấy. Co cứng thành bụng thì hay gặp là gì? Ở giai đoạn muộn. Giai đoạn muộn nghĩa là ở giai đoạn ruột thừa làm sao? Nó đã vỡ rồi, nó có biến chứng rồi. Thế ngoài cái co cứng thành bụng ra, người ta có thể có một một cái triệu chứng khác. Đây, người ta đặt tên là dấu hiệu Blumberg. Blumberg là tôi đọc theo tiếng Pháp, được chưa? Vì tác giả là tác giả tiếng Pháp. Dấu hiệu Blumberg là như này: bệnh nhân đau khi thầy thuốc đột ngột. Và như vậy các bạn sẽ thấy rằng là cái triệu chứng này bản chất nó lại chính là gì? Chính là triệu chứng gì nào? Chính là triệu chứng gì mà tôi như tôi vừa nói? Cảm ơn Phúc mà. Chính xác, đây chính là dấu hiệu gì? Cảm ứng phúc mạc. Và cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc này người ta phát hiện được ở vùng nào? Ở vùng hố trộm phải, được chưa? Nhưng tuy nhiên vì như tôi đã nói, đây là cái bệnh ruột thừa là cái bệnh được người ta biết đến đầu tiên ở trong cái lĩnh vực ngoại khoa, thế đâm ra được đặt tên ngay, là cái ông tác giả để ông đặt tên, được chưa? Thế rồi chúng ta có một cái dấu hiệu khác của Rosing là cái dấu hiệu là sao? Bệnh nhân là sao? Chúng ta ép từ bên trái dồn hơi trong đại tràng.
À, bằng cách ép vào vùng hố chậu trái, được chưa? Thì cái hơi nó sẽ dồn dần sang bên phải và bệnh nhân có dấu hiệu đau ở gì? Vùng hố chậu phải. Đấy. Thế rồi có một triệu chứng trực thể nữa là chúng ta thăm trực tràng và thăm âm đạo thì sẽ thấy rằng là cái thanh phải của trực tràng và thanh phải tuyến cung phải của âm đạo nó đau, hay gặp trong những trường hợp mà viêm ruột thừa làm sao? Ruột thừa phải nằm trong tiểu khung cơ chứ không phải ruột thừa nằm ở vùng hố chậu phải. Đấy, đấy là một số triệu chứng thực thể chúng ta có thể gặp. Chuyển sang các dấu hiệu cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là bệnh nhiễm khuẩn, thế cho nên là cái phần công xét nghiệm công thức máu chúng ta sẽ thấy một loạt các chỉ số để chứng tỏ rằng cơ thể đang có nhiễm khuẩn. Tỷ lệ bạch cầu, số lượng bạch cầu tăng cao này, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung kính tăng này, tốc độ máu lắng tăng này, protein C phản ứng tăng này, procalcitonin tăng này. Đấy, tất cả các cái dấu hiệu chứng tỏ rằng là trong cơ thể có nhiễm khuẩn. Thế rồi tiếp tục chúng ta có thể cho bệnh nhân làm siêu bụng thì sẽ thấy rằng là rất quan trọng là đường kính ruột thừa nó phải tăng. Bình thường người ta định nghĩa là ruột thừa tăng gì trên 7 mm thì được gọi là ruột thừa to rồi, được chưa? Thế rồi người ta sẽ ấn cái đầu giò sẽ ruột thừa nó không xẹp đi, rồi người ta mô tả gì phản ứng đầu giò. Đây, phản ứng đầu giò là như thế này: khi các bác sĩ siêu âm, người ta dùng cái đầu giò siêu âm, người ta ấn vùng hố chỗ phải, người ta ấn mạnh cái đầu giò xuống thì thấy bệnh nhân làm sao, nó kêu đau đấy. Và như vậy cái phản ứng đầu giò lại chính là dấu hiệu gì đấy mà như chúng ta học trong lâm sàng đấy, là dấu hiệu gì? Dấu hiệu phản ứng thanh bụng. Chính xác, đây chính là dấu hiệu phản ứng thanh bụng, nhưng không được khám bằng tay của người bác sĩ lâm sàng mà lại được khám bằng gì? Bằng cái đầu giò siêu âm của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đấy. Đấy, cho nên là khi mà kết quả siêu âm người ta mô tả đấy là có phản ứng đầu giò thì các bạn phải hiểu đấy chính là gì? Là phản ứng thanh bụng, được chưa? Thế rồi chúng ta có thể thấy dấu hiệu thâm nhiễm mỡ, dấu hiệu có dịch xung quanh của ruột thừa, thì đấy là các dấu hiệu thể hiện trên siêu âm. Bệnh nhân còn có thể được chụp X quang bụng thì thấy rằng là như thế này, thì có thể thấy là gì, các hình ảnh chủ yếu là để chẩn đoán phân biệt thôi. À, thì thường thì có thể thấy có dấu hiệu sỏi phân nằm trong lòng ruột thừa, trong sẽ chỉ cái hình ảnh sỏi phân. Thế và chủ yếu X quang bụng để phân biệt với các bệnh khác, ví dụ như là trong viêm ruột thừa thì bệnh nhân sẽ không có mứt hơi này, không có liềm hơi dưới cơ hoành này, đấy chủ yếu để chúng ta chẩn đoán phân biệt với một số cái cấp cứu ngoại khoa khác. Đây là hình ảnh siêu âm, các khúc cắt trên siêu âm thì các bạn thấy rằng là đây là một cái hình ảnh ruột thừa nó bình thường, bên tay phải đây, bên tay trái đây. Và bên phải đây các bạn thấy rằng là ở đây siêu âm các lớp ruột thừa nó rõ như thế này, nhưng bên này các lớp là sao? Nó mất hết các lớp của lòng ruột thừa và gì? Nó làm sao? Nó phù nề, hầu như các lớp là sao? Không phân biệt được với nhau nữa. Đấy, đấy là cái hình ảnh của siêu âm. Đó. Thêm một cái thăm dò nữa, cận lâm sàng là người ta có thể cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính trong những trường hợp khó. Cái này ngày xưa khi tôi còn đi học nội trú thì cấm, ở các thầy bên là gì, cấm không được chụp cắt lớp trong trường hợp cấp cứu bụng, vì các thầy muốn rằng là bác sĩ là gì, phải giỏi lâm sàng, là phải khám bằng gì, phải khám bằng tay, là phải hỏi bệnh bằng mồm để đưa ra chẩn đoán trong trường cấp cứu. Nhưng bây giờ thì người ta sử dụng cái chụp cắt lớp này gì, nó tương đối phổ biến rồi, chứ thời ngày xưa tôi đi học là gì, không được phép dùng 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 chụp cắt lớp trong trường hợp cấp cứu bụng. Đó. Thế thì chụp cắt lớp lên nó có hình ảnh ruột thừa, nó cũng giống như được phát hiện trong siêu âm bụng ấy, là nó có hình ảnh thâm nhiễm xung quanh ruột thừa, thâm nhiễm mỡ, rồi ruột thừa nó có tăng kích thước nó phải trên 7 mm, rồi nó có sỏi phân trong ruột thừa, hoặc nó nhìn thấy những hình ảnh làm ra ruột thừa nó vỡ và có những ổ áp xe ở xung quanh, được chưa? Thêm một cái thăm dò cận lâm sàng nữa gọi là nội soi ổ bụng chẩn đoán. Thực ra đây nó là một cái động tác, nó nửa điều trị nửa chẩn đoán. Nội soi ổ bụng có nghĩa là như thế nào? Nó giống như một cuộc mổ, tức là chúng ta phải cho bệnh nhân vào trong phòng mổ, chúng ta phải gây mê cho bệnh nhân. Thế sau đó chúng ta mở thành bụng một lỗ rất nhỏ, đường kính khoảng độ 1 cm, và qua đó chúng ta luồn một cái dây camera vào trong ổ bụng. Thế và qua cái camera đó thì nó chiếu hình ảnh của tất cả các tạng trong ổ bụng lên trên màn hình, và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ruột thừa nó có viêm hay không. Thế và chủ yếu chúng ta ứng dụng trong trường hợp rất khó chẩn đoán, ví dụ như ruột thừa nó bất thường, như là lâm sàng nó không rõ, rồi trong trường một số trường hợp nó phải chẩn đoán phân biệt gấp với một số cái bệnh cấp cứu khác, ví dụ như trường ngoài tử cung vỡ chẳng hạn. Đấy, thì người ta sẽ chỉ định cái nội soi ở bụng để chẩn đoán. Đây, các bạn sẽ thấy là hình ảnh, đây là một hình ảnh cái ruột thừa. À, và chỗ cái mà tôi đang chỉ con trỏ đây là gì, một cái hình viên sỏi phân làm sao? Đấy, nó nằm trong 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 ruột thừa, đây là cúp người ta cắt ngang qua cái cúp ruột thừa. Bên này cũng là một cúp cắt ngang, ta thấy rằng là gì đây? Cái ruột thừa này làm sao? Nó to lên, cắt ngang qua ruột thừa mà vào trong lòng nó chứa là gì? Nó không còn các lớp, trong lòng chứa toàn mủ đây. Và như vậy ruột thừa trong trường nó sẽ biến thành một cái gì? Gần như một cái túi chứa mủ.
đây là một trường khác, đây là một cú cắt chụp không có chụp, chúng ta sẽ thấy rằng là đây cái đây ruột thừa là cái này này, đây cái tôi chỉ đây là cái ruột thừa và có một viên sỏi phân rất đẹp, nằm ở gì gốc ruột thừa. Vì như tôi đã nói, khi đã có cái sỏi phân nó bị lọt vào trong cái ruột thừa thì rất dễ gây viêm ruột thừa, bởi vì đấy khởi động quá trình sinh lý bệnh, tức là nó gây bít tắc lòng ruột thừa và khởi động cái quá trình viêm. Đây là một hình khác, các bạn thấy trong đây một ruột thừa nó rất là to, đấy, được chưa? Và nó có gì? Nó có gì? Nó có sỏi phân, nó là một gốc và cái ruột thừa, nó giãn ra, trông như một cái túi, trong lòng nó chứa gì? Toàn mủ thôi. Đấy là các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của những trường hợp điển hình. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các trường hợp ruột thừa nó không điển hình nó sẽ như thế nào. Thì các cái thể lâm sàng của ruột thừa nó có nhiều cách chia. Cách thứ nhất là chia theo vị trí. Vị trí thứ nhất là ruột thừa, vị trí bình thường thì là ruột thừa nằm ở vùng hố chỗ phải. Thì vị trí bất thường thì nó có gì? Ruột thừa nằm ở sau manh tràng. Sau manh tràng thì chẩn đoán nó rất là khó, bởi vì cái triệu chứng nó lệch ra phía đằng sau lưng chứ không có triệu chứng ở thành bụng. Thì cái triệu chứng đau của bệnh nhân là ra là đau ở phía sau lưng là chính. Và khi các bạn khám bụng ở vùng chỗ phải hầu như không có phản ứng vì ruột thừa nó nằm ở phía sau. Tuy nhiên có một dấu hiệu gợi ý là trong bệnh nhân nằm nghiêng trái và duỗi háng phải ra thì bệnh nhân thấy rất đau. Cái triệu chứng đấy nó giống như triệu chứng của cái việc của cái bệnh của viêm cơ đái chậu. Đấy thì cho chúng ta làm cái biện pháp cho bệnh nhân nằm nghiêng, duỗi cái háng bên phải, bệnh nhân thấy đau. Cái vị trí bất thường thứ hai là ruột thừa nằm ở tiểu khung. Tiểu khung tức là nằm đâu? Cái ruột thừa nó xa xuống, nó nằm ở gì? Cạnh bàng quang, cạnh trực tràng trong tiểu khung đấy. Thì những trường hợp này bệnh nhân, vị trí đau của bệnh nhân là sao? Nó thấp hơn, không đau của chỗ phải mà đau vùng gì? Đau vùng hạ vị. Và vì cái ruột thừa nó nằm ở trong tiểu khung như thế, nó gây kích thích các cái tạng lân cận và nó gây ra các triệu chứng mượn. Ví dụ như bệnh nhân đái buốt, đái rắt, bệnh nhân đái khó hoặc là bệnh nhân mót dặn, thì do nó kích thích của cái bàng quang và trực tràng. Và những trường hợp ruột thừa nằm trong tiểu khung này nó dễ vỡ lắm, nó vỡ rất nhanh vì trong tiểu khung không gian nó lỏng lẻo, ruột thừa rất dễ vỡ, nó tạo thành cái ổ áp xe ở túi cùng đục lạ. Một trường hợp thứ ba đó là viêm ruột thừa khi trường ruột thừa nằm dưới gan, thì các bạn thấy rằng là toàn bộ các triệu chứng viêm ruột thừa nó vẫn thế nhưng mà vị trí nó không phải ở chỗ phải nữa mà vị trí nó ở đâu? Ở hạ sườn phải. Và như vậy là chúng ta thấy các biểu hiện của nó y hệt như cái bệnh viêm túi mật cấp ấy. Đúng không? Vì khi mà chúng ta siêu âm hoặc là chụp cắt lớp chúng ta mới phát hiện được. Một vị trí nữa là ruột thừa nằm ở gốc mạc treo. Gốc mạc treo tức là thế nào? Tức là nằm giữa các cái quai ruột, thì các bạn thấy tương với mỗi một quai ruột nghĩa gồm có ruột và mạc treo, thì ruột thừa nó nằm ở trong cái đám mạc treo đó thì nó sẽ gây làm sao? Nó sẽ gây liệt ruột. Đấy, vì nó gây viêm, nó làm cho cái nhu động ruột nó mất đi, nó làm cho nó gây ra tình trạng là liệt ruột. Liệt ruột hay chúng ta còn gọi là gì? Tắc ruột cơ năng. Và như vậy biểu hiện lâm sàng của nó giống như là biểu hiện gì? Một bệnh nhân có tắc ruột ấy, thì bản chất nó là tắc ruột cơ năng mà. Biểu hiện nó gì? Đau bụng, cơ nôn, bí trung tiểu tiện, nhưng nó khác tắc ruột ở chỗ là nó có hội chứng nhiễm trùng, vì đây là cái bệnh viêm ruột thừa là bệnh nhiễm khuẩn. Một cái loại thể lâm sàng thứ hai chúng ta chia theo cơ địa, không phải theo vị trí. Cơ địa có nghĩa là gì? Ví dụ viêm ruột thừa trẻ còn bú hoặc viêm ruột thừa hoặc trẻ lớn hơn, thì đặc điểm điển hình của viêm ruột thừa trẻ nhỏ làm sao là cái tình trạng toàn thân nó rất là nặng, bởi vì cái phản ứng ruột thừa phản ứng nó là viêm nhiễm khuẩn nặng lắm, thế đâm ra là cái phản ứng của cơ thể nó sẽ nặng nề hơn. Biểu hiện toàn thân bệnh nhân thì nôn, ỉa chảy, sốt cao, mất nước, ly bì, thậm chí có trường hợp nó gây gì suy các tạng, nó gây rối loạn đông máu, xuất huyết dưới da, thiểu niệu, vô niệu. Thì đấy, đặc điểm ruột thừa ở trẻ con là gì? Là cái phản ứng toàn thân nó rất là dữ dội. Một bệnh cảnh theo cơ địa nó viêm ruột thừa người già. Người già thì nó có hai bệnh cảnh này. Bệnh cảnh thứ nhất là hội chứng tắc ruột, tức là gì? Cái ở cái người già sức đề kháng nó kém, thế đâm ra viêm ruột thừa nó sẽ gây đến gì? Nó dễ gây liệt ruột và bệnh nhân kèm trên lâm sàng là có cái hội chứng tắc ruột, nhưng mà nó lưu ý nó lại kèm theo biểu hiện nhiễm trùng. Một trường hợp thứ hai tức là cái viêm ruột thừa nó to ra thành một cái khối ở vùng chỗ phải và chúng ta sờ thấy. Người ta gọi là viêm giảm u, những trường hợp này viêm nó tiến triển ra nó tương đối từ từ, nó giống như này sợ kiểu tiến triển thành cái khối đắm quánh ruột thừa. Thế thì chúng ta sẽ thờ sờ hố chỗ phải, chúng ta sẽ thấy một cái khối dễ nhầm với cái gì? Cái u manh tràng. Một trường hợp nữa rất đặc biệt là viêm ruột thừa ở phụ nữ có thai. Chúng ta sẽ thấy rằng là phụ nữ có thai do cái thai to đâm ra chẩn đoán nó rất khó. Và như vậy là khám viêm ruột thừa ở phụ nữ có thai chúng ta cần phải làm hai việc. Việc thứ nhất là cho bệnh nhân nằm ngửa, được chưa? Bệnh nhân nằm ngửa, chúng ta đẩy cái tử cung từ trái, bàn tay chúng ta đặt sang bên trái bụng, đẩy cái tử cung sang bên phải, cứ đẩy từ từ.
đến khi cái tử cung nó ra nó chạm vào cái vùng ruột thừa đấy thì bệnh nhân sẽ kêu đau. Đấy là cái nghiệm pháp thứ nhất. Cái cách khám thứ hai là chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên trái, nằm nghiêng 45 độ sang trái để cho toàn bộ cái ruột và tử cung ra nó lệch về bên trái. Và như vậy thì cái hố trụ phải bệnh nhân làm sao? Nó sẽ dưới lưỡi sẽ lộ ra và chúng ta khám cái vùng hố trụ phải nó mới rõ. Và hết sức lưu ý là bệnh nhân ở phụ nữ có thai, đặc biệt những thai kỳ tháng cuối thì cái sức đề kháng của cơ thể nó giảm. Đó, cái phản ứng của các cơ nó yếu. Thế cho nên rằng là hầu như rất ít khi ví dụ thừa phụ nữ có thai mà chúng ta khám thấy có phản ứng thành bụng, bởi vì cái cơ nó yếu rồi, cái cơ nó bị ngấm nước, nó phù nề, nó yếu. Đó. Cho nên nếu như khám mà thấy có một dấu hiệu phản ứng cực kỳ nhẹ thôi thì đã là gì? Rất có giá trị rồi. Chuyển sang cái phần chẩn đoán phân biệt. Thế nào gọi là chẩn đoán phân biệt? Chẩn đoán phân biệt nghĩa là các bạn phải phân biệt viêm ruột thừa với các bệnh mà nó có những triệu chứng tương tự như viêm ruột thừa. Đó. Thế thì thứ nhất chúng ta thấy có một số các cái bệnh mà nó có triệu chứng đau, đau bụng. Đó. Ví dụ như là viêm bể thận hoặc là những trường hợp là cơn đau quặn thận do sỏi cái niệu quản bên phải nó di chuyển ấy. Đấy. Thế thì khi sỏi nó di chuyển xuống cái vùng niệu quản phần ba giữa thì nó cũng có đau bụng hố trụ phải, nhưng cái đặc điểm của nó gì? Nó là đau bụng cơn. Đó. Nó đau từng cơn một, vì nó là cơn đau mà. Đấy, rồi chúng ta chụp X quang, chúng ta siêu âm, chúng ta sẽ phát hiện được cái viên sỏi. Đó. Cái bệnh thứ hai mà chúng nó gây đau là gì? Bệnh thủng ổ loét dạ dày hình đại tràng. Thế thì thủng ổ loét dạ dày hình đại tràng thì lúc đầu bệnh nhân đau thủng, nó đau vì đau thượng vị. Tuy nhiên là khi cái dịch nó chảy ra khỏi dạ dày thì nó chảy xuống rãnh đại tràng phải và nó gì? Nó trôi xuống cái hố trụ phải và cũng gây đau bụng ở cái vùng gì? Vùng hố trụ phải. Đấy, tuy nhiên là cái bệnh cảnh thủng ổ loét dạ dày đại tràng chúng ta sẽ có một cái bệnh cảnh riêng và trong chương trình học và các bạn sẽ được học cái bài này. Một cái trường hợp nữa là cái bệnh viêm túi mật. Viêm túi mật thì các bạn biết là viêm túi mật cấp thì túi mật thì nó nằm ở sườn phải, ruột thừa nằm ở chỗ phải, nó cũng chả nhầm được với nhau đâu. Tuy nhiên có một trường hợp rất đặc biệt là gì? Là ruột thừa nó nằm ở dưới gan, do cái dị dạng bẩm sinh là cái khung đại tràng nó quay không hết. Đấy, thì những trường hợp đấy mà ruột thừa nó mẹ nằm ở vùng dưới gan ấy, đấy, thế thì triệu chứng nó y hệt như viêm túi mật cấp và lúc đấy chúng ta phải dựa vào siêu âm bụng và dựa vào chụp cắt lớp thì chúng ta mới phân biệt được hai bệnh với nhau. Đối với trẻ em thì có một số cái bệnh mà nó dễ gây viêm ruột thừa, gây giống như ruột thừa, ví dụ như bệnh viêm hạch mạc treo, rồi viêm túi thừa Meken, đúng không ạ? Rồi một số trường hợp lồng ruột, đấy là những cái bệnh mà dễ gây nhầm. Ở phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ thì nó có một số bệnh như viêm mủ vòi trứng. À, tất nhiên cái viêm mủ vòi trứng thì về mặt lý thuyết là viêm vòi trứng là viêm cả hai bên, tuy nhiên cũng rất nhiều trường hợp lâm sàng là nó chỉ biểu hiện mỗi gì triệu chứng ở bên phải thôi, đấy rất khó phân biệt. Tới những trường hợp trưởng ngoài tử cung vỡ, u nang buồng trứng xoắn, thì chính những cái trường hợp này chúng ta chỉ định nội soi bụng là rất có giá trị để phân biệt. Và thêm một cái giá trị nữa là khi nội soi người ta phát hiện bệnh thì người ta thiện điều trị luôn, người ta gọi là phẫu thuật nội soi. Đấy, cho nên là bây giờ người ta rất ưa chuộng cái việc mà nội soi ở bụng để chẩn đoán là vì thế. Bây giờ có một số bệnh hiếm gặp hơn, nhưng thực ra bây giờ nó chả hiếm đâu. Ví dụ bệnh viêm túi thừa, đặc biệt túi thừa nằm ở túi thừa đại tràng, nó nằm ở vị trí bên phải, nó nằm ở manh tràng ấy. Trước nay cách đây chục năm thì chúng ta ít biết về cái bệnh viêm túi thừa này, chúng ta cứ đổ cho là viêm ruột thừa. Tuy nhiên bây giờ cái nhận thức của chúng ta về cái bệnh viêm túi thừa đại tràng nó tốt rồi, chúng ta thường xuyên phát hiện được nó, đặc biệt qua chụp cắt lớp. Chính vì thế cho nên là cái bệnh những cái viêm túi thừa nằm ở manh tràng đấy, túi thừa bình thường nó dị tật bẩm sinh, nó chả gây triệu chứng, như khi viêm nó sẽ gây đau, nó gây sốt, thì về mặt triệu chứng lâm sàng nó giống hệt luôn, vì túi thừa nằm manh tràng mà ruột thừa nó cũng cắm vào manh tràng mà, cả hai cái đấy nó cùng viêm lên thì hầu như là triệu chứng lâm sàng nó giống hệt nhau. Đấy, và chúng ta bắt buộc phải chụp cắt lớp để chúng ta mới phân biệt được. Thế một số các bệnh hiếm gặp hơn, ví dụ như những hoại tử mạc nối lớn rất hiếm gặp nhưng mà cũng gây triệu chứng đau bụng, rồi những trường hợp tắc mạch mạc treo cũng khó chẩn đoán hơn. Đây là những thứ mà chúng ta có thể đưa ra để chẩn đoán phân biệt với viêm ruột thừa. Và chúng ta đi vào một cái nội dung nữa là cái biến chứng của viêm ruột thừa như tôi đã nói đó. Viêm ruột thừa nó vỡ ra thì nó sẽ gây ra ba biến chứng. Biến chứng thứ nhất là viêm mạc toàn thể. Đó. À, viêm mạc toàn thể thì ví dụ như là nó có một thì, hai thì, ba thì, những cái này thì không quan trọng lắm, được chưa? À, vì kết quả chúng nó đều dẫn đến là viêm phúc mạc. Thế còn triệu chứng của viêm phúc mạc nào thì tôi thấy trong trên bài chương trình quý 3 chúng ta sẽ được học riêng một bài liên quan đến gì? Liên quan đến viêm phúc mạc. Mà một trong nguyên nhân đầu tiên gây viêm mạc đấy chính là do viêm ruột thừa cấp vỡ ra. Cái biến chứng thứ hai là biến chứng áp xe ruột thừa. Thế cái áp xe này nó khác gì do viêm mạc toàn thể? Cái áp xe này anh em, viêm mạc toàn thể là ruột thừa nó vỡ ra một cái là dịch mủ nó lan khắp ổ bụng, nó gây ra tiêm viêm của toàn bộ cái lá phúc mạc. Thế còn áp xe ruột thừa là khi ruột thừa nó vỡ ra nhưng nó sẽ lại được gì, mạc nối lớn này, rồi ruột này, nó đến nó quây lại, nó bọc lại
nó làm cho cái việc mủ nó chỉ khu trú trong một cái ổ như thế thôi. Chính vì thế người ta gọi là viêm mạc khu trú, hay người ta dùng một từ khác gọi là gì? Áp xe ruột thừa. Thế và một cái biến chứng cuối cùng rất đặc biệt là biến chứng đóng quánh ruột thừa. Thế nào được gọi là đóng quánh? Các bạn thấy rằng là khi ruột thừa nó viêm ấy, trong quá trình nó viêm thì nó chưa kịp vỡ đâu, thì nó đã được ruột và mạc nối lớn lên nó bọc lại rồi, trong một cái khuôn rồi. Đấy. Thế thì ruột thừa nó vi nó đã bọc sát trong cái khuôn đâm, nó cũng chả vỡ ra được nữa. Vì bên ngoài nó chính là gì? Là ruột, là mạc nối lớn, nó tạo thành một khuôn nó bọc sẵn rồi. Thế và nó cứ thế nó viêm thôi, nó càng viêm thì ruột nó cái đấy nó bám vào đấy càng nhiều. Nó tạo ra một cái khối chúng ta khám được trên ổ bụng đấy, chúng ta gọi chính đấy là cái đám quánh. Được chưa? Cái đám quánh ruột thừa. Thì đây chính là một cái diễn biến duy nhất mà người ta gì? Người ta không mổ, người ta điều trị nội khoa và sau độ thứ 4 đến 6 tháng sau thì người ta mới mổ. Tôi sẽ đi sang một phần mục tiêu cuối cùng là giới thiệu với các bạn một cái nguyên tắc cơ bản nhất trong việc điều trị ruột thừa. Khi đã chẩn đoán là viêm ruột thừa là chúng ta phải là gì? Là phải điều trị bằng phẫu thuật cấp cứu, hay chúng ta còn phải là gọi là gì? Là mổ cấp cứu. À. Thế thì có mấy nguyên tắc. Thứ nhất về đường mổ. Trước đây thì người ta mổ cái đường hố chỗ phải, người ta tách cơ, nó mang tên riêng, nó gọi là đường mổ mang bức nây. Được chưa? Nhưng bây giờ thì sự phát triển của phẫu thuật ít xâm lấn, ở đây người ta mổ ruột thừa, người ta đều mổ nội soi hết rồi, chứ không ai người ta mổ mở nữa. Đó. Thế khi vào bụng, thì việc đầu tiên người ta nếu thấy dịch trong ổ bụng, người ta phải lấy cái dịch đấy cấy vi khuẩn để xem nó nhạy cảm với loại kháng sinh nào, chúng ta sẽ điều trị theo loại kháng sinh đó. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái ruột thừa, nếu như thấy hình ảnh ruột thừa mà nó không viêm thì phải lập tức đi kiểm tra những cái nguyên nhân khác gây đau bụng, ví dụ như là viêm phần phụ, viêm túi thừa mấy ken. Bởi vì chúng ta chẩn đoán là viêm ruột thừa nhưng mở ra thấy ruột thừa ra nó bình thường thì phải kiểm tra các cái tạng khác để xem là tại sao ruột thừa bình thường thì tại sao lại có những triệu chứng lâm sàng như vậy. Đó. Là chúng ta phải đi kiểm tra các tạng khác. Còn nếu như mà mở ra mà thấy ruột thừa nó viêm rõ thì không nói gì thì phải cắt ruột thừa. Cắt ruột thừa người ta nói phải là cắt sát gốc, là đây này, cái chỗ mà nó bám vào manh tràng này. Rất nhiều trường hợp viêm nó dính, cái đâm ra xung quanh nó bờ mỡ nó bám vào, người ta cắt làm sao, người ta cắt không hết, người ta để bớt lại một phần gốc ruột thừa, nó khoảng độ một phân rưỡi. Và khi bớt lại như thế, cái một phân rưỡi ruột thừa này về sau là sao? Nó lại viêm lại. Đó. Nó lại viêm lại, và vì khi nó viêm như thế, đến bệnh viện các bác sĩ thấy là bệnh nhân có tiền sử cắt ruột thừa rồi, nó không nghĩ đến cái bệnh này và cứ để theo dõi thế là gì, cái mỏ ruột thừa này làm sao nó. Nó gây chảy máu do mổ và thậm chí mổ lại, và thậm chí đã có những trường hợp bệnh nhân chết người vì biến chứng này. Đó. Thế rồi kết hợp với cuộc mổ đấy là người ta phải dùng kháng sinh. Ví dụ thưa các bạn thấy là đây là một cái bệnh nhiễm khuẩn. Đó. Thế người ta phải dùng cái đường kháng sinh, đường tĩnh mạch trước mổ, trong mổ và sau mổ. Đấy, người ta phải dùng kết hợp như vậy. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn hết cái phần... cái bài viêm ruột thừa. Và bây giờ tôi thấy là chúng ta vẫn còn tương đối nhiều thời gian thì tôi muốn trao đổi luôn với các bạn, xem các bạn có câu hỏi nào liên quan đến cái bài viêm ruột thừa này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nào, mời các bạn có muốn hỏi gì thêm về cái bài viêm ruột thừa này? Em thưa thầy, ban nãy có cái phần điều trị, nguyên tắc điều trị ạ, thì cái đoạn mà thầy đang nói cắt sát gốc thì nó bị mất tiếng ạ, thầy nói lại giúp bọn em đoạn đấy được không ạ? À, đang nói về cái đoạn cắt ruột thừa hả? Vâng ạ. Rồi. Đây, cái cắt ruột thừa, đây tôi đang nói đến cái mục này, tức là cắt ruột thừa phải cắt sát gốc. Sát gốc là như thế nào? Các bạn nhìn thấy đây, ruột thừa nó như thế này. Thì cái gốc ruột thừa là cái nơi nó bám vào manh tràng, được chưa? Thế thì nói là cắt sát gốc tưởng nó đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản bởi vì rất nhiều trường hợp nó dính. Mờ mỡ ở đây rồi cái bản thân thành đại tràng nó cũng dính vào đây. Thế đâm ra là khi người ta mổ mà người ta không phẫu thuật được đến sát cái gốc này, người ta sẽ cắt ở phía ngoài này. Và người ta để lại một đoạn ruột thừa khoảng một phân hoặc một cm rưỡi mà người ta không biết. Được chưa? Đấy, và người ta để cắt không hết. Người ta gọi là gì? Cắt không hết ruột thừa đấy. Thế thì cái phần mỏm ruột thừa còn lại mà người ta cắt không hết ấy, sau này làm sao? Nó vẫn có thể nó bị viêm. Giống như viêm ruột thừa, vì bản chất nó là một đoạn ruột thừa mà. Rồi khi chưa viêm cái mỏm ruột thừa này ấy,
khi đến bệnh viện thì các bác sĩ lại không ai nghĩ đến ruột thừa, bởi vì bệnh nhân đã có tiền sử mổ cắt ruột thừa rồi, đúng không ạ? Thì người ta cứ để theo dõi thì cái mỏm này làm sao nó vỡ ra thôi. À, tôi đã đi phải mổ lại cho các tỉnh cỡ độ hơn chục trường hợp như thế này rồi, tức là mổ người ta cắt không hết ruột thừa, thế người ta để lại độ một đoạn ruột thừa khoảng độ 1 cm này này, cái đoạn này về sau nó tiếp tục nó lại có thể nó viêm tiếp và thậm chí viêm xong lại vỡ ra, được chưa? Đấy, thế thì người ta chính vì thế tôi mới phải ghi vào đây là gì, khi cắt ruột thừa là phải phẫu tích đến để gì, đến thấy nhìn cái nơi ruột thừa nó cắm vào manh tràng và để chúng ta gì cắt sát cái gốc này. Đấy. Thế ngoài việc cắt sát gốc ruột thừa thì chúng ta phải gì, phải buộc cái mạc treo ruột thừa, bởi vì trong cái mạc treo ruột thừa này nó có một cái gọi là động mạch ruột thừa. Đấy. Và nếu mà chúng ta buộc không kỹ hoặc là bị tuột, chúng ta không buộc được thì cái động mạch ruột thừa là gì, khi cắt ngang qua nó sẽ bị phun máu, nó phun máu trong khi mổ thì chúng ta cầm được, chứ nó sau mổ nó mới phun máu thì chúng ta lại phải mổ lại. Thế và tôi nói luôn đã có trường hợp bệnh nhân chết vì biến chứng chảy máu này rồi, bệnh nhân mổ ruột thừa xong tử vong do cái chuyện gì, chảy máu này này, có hết rồi. Đấy. Thế vào một cái ruột thừa này thì đương nhiên chúng ta phải gửi giải phẫu bệnh, sau khi cắt xong thì chúng ta phải gì, phải gửi giải phẫu bệnh để các bác sĩ giải phẫu bệnh mới trên các cái tiêu bản vi thể mới khẳng định chắc chắn là ruột thừa này nó có viêm hay không. Đó. Nếu mà về mặt vi thể, về mặt đại thể chúng ta nhìn thấy mổ thì nó như rất nhiều trường hợp ruột thừa viêm nó sớm, trong vòng độ khoảng 16 tiếng 20 tiếng chúng ta đã mổ rồi thì giấy ruột thừa nó cứ chỉ sung huyết thôi, và cái kết luận cuối cùng xem ruột thừa thực sự có bị viêm cấp hay không là phải chờ đợi kết quả gì, kết quả giải phẫu bệnh. Đó. Thế thì và đương nhiên trong mổ, sau mổ thì chúng ta phải kết hợp điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, đúng không ạ? Vì đấy là gì, đấy là những cái bệnh nhiễm khuẩn và chúng ta phải kết hợp điều trị kháng sinh. Đấy, đấy là cái phần điều trị. Mời các bạn khác. À, em cảm ơn thầy ạ. Là em thưa thầy. Ừ. Là khi thầy nhắc đến cái việc là viêm ruột thừa mạn ấy ạ, thì em có tìm hiểu qua thì người ta nói là viêm ruột thừa mạn nó sẽ có những cơn đau bụng mạn và nhưng mà lại rất là nhẹ nên là nó sẽ khó chẩn đoán. Nhưng thưa thầy, ví dụ trong trường hợp mình đã chẩn đoán được viêm ruột thừa mạn rồi, vậy thì mình có thể xử lý là cắt cái ruột thừa đấy luôn hay không, được không, hay là mình vẫn phải để đúng rồi là... khi đã chẩn đoán viêm ruột thừa mạn tính, thực ra nó viêm thừa mạn nó rất là hiếm, nó liên quan đến một số các cái bệnh lý đặc hiệu của viêm cơ, chứ không phải là viêm giống như những chuyện viêm thông thường đâu. Viêm thừa mạn người ta gặp những trường hợp ví dụ như này, những cái bệnh lao ruột thừa chẳng hạn, lao các bạn biết thường là lao phổi đúng không, nó có một tỷ lệ nhỏ là lao ruột và một cái tỷ lệ mà nhỏ nữa gọi là gì, là lao của ruột thừa. Thì lao nó một cái loại viêm đặc hiệu đúng không, một tổn thương nó rất là đặc hiệu, thì khi mà lao mà xảy ra ruột thừa thì đấy chính là một tình trạng ruột thừa. Làm sao ruột thừa đấy, lao đấy người ta được tính vào loại là gì, là viêm mạn tính đó. Thì đấy, đấy là những trường hợp mà viêm ruột thừa mạn tính. Hoặc là một cái bệnh khác nó có thể gây viêm mạn là bệnh Crohn ruột. Crohn ruột gặp ở đủ thứ, đọc ở đủ nơi, ruột non, đại tràng, trực tràng, nhưng có trường hợp rằng nó kết hợp cả Crohn gì, gặp tổn thương Crohn ở ruột thừa, đúng không? Thì đấy là một tình trạng viêm mạn tính. Còn có mổ cắt nó đi hay không, nó phải nằm trong cái bệnh cảnh chung. Tôi lấy ví dụ như này, lao nó nằm trong bệnh cảnh chung chẳng hạn, đúng không? Bệnh cảnh chung thì người ta gì, người ta điều trị thuốc lao thôi thì nó hết. Hoặc là bệnh Crohn ruột như thế, bệnh Crohn ruột người ta chỉ mổ cắt ruột thừa hoặc cắt đoạn ruột khi nào nó gây ra biến chứng chảy máu, biến chứng thủng, biến chứng áp xe, đúng không? Chứ còn nằm trong cái bệnh cảnh chung người ta có những cái thuốc người ta chữa và người ta điều trị bằng cái thuốc đấy thì nó hết. Với các bạn khác. Vâng, em cảm ơn thầy. Với các bạn khác. Rồi nếu như không ai có hỏi gì nữa thì các bạn cứ tiếp tục suy nghĩ nhá. Bây giờ thì giữa hai tiết thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao cỡ độ bao nhiêu? Độ 10 phút được không? Dạ vâng ạ. Ừ, chúng ta sẽ nghỉ giải lao độ 10 phút và cỡ độ 2 giờ 30 nhé. 2 giờ 30 chúng ta sẽ gặp lại nhau để vào bài tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy.
Nào chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Alo. Dạ. Share màn hình ở chưa được share chỗ nào nhỉ? Thầy ạ. Hả? Hiện tại thầy vẫn đang share màn hình ạ. Đang share màn hình à? Vâng ạ. À, phải tắt cái này đi. Đúng rồi, share lại. Đây. Nào các bạn nhìn thấy cái màn hình của cái bài hẹp bốn vị này chưa? Chúng em thấy rồi ạ. Ok. Tìm hiểu. Rồi, thế thì gặp bạn Hiền ở chung rồi. Rồi, gặp bạn Hiền ở phòng đào tạo, bạn Hiền phòng đào tạo nhé. Được. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục vào bài thứ hai là cái bài hẹp môn vị. Thế nào là hẹp môn vị? Các bạn nhìn đây. Đây là hình ảnh một cái dạ dày. Đây dạ dày là hơi bất thường. Dạ dày đường trong vị trí nó không như thế này đâu. Đây là một cái dạ dày mà nó với tình trạng hẹp môn vị. Các bạn sẽ thấy rằng là hẹp môn vị cũng nghĩa làm cho cái dạ dày nó giãn ra. Đấy, nó giãn ra như này và nó xa xuống. Các bạn nhìn thấy đây là màu chậu. Nó xa xuống phía dưới trong tiểu khung dưới cả màu chậu. Thì đây là một cái hình ảnh gì? Đây là một hình ảnh gì? Hình ảnh hẹp môn vị chưa? Mục tiêu học tập trong bài này chúng ta sẽ cần phải có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là các bạn phải biết được các cái nguyên nhân gây hẹp môn vị, được chưa? Mục tiêu thứ hai là các bạn phải trình bày được các triệu chứng và chẩn đoán hẹp môn vị. Mục tiêu thứ ba là các bạn phải nắm được các cái nguyên tắc và phương pháp điều trị phẫu thuật đối với hẹp môn vị. Đấy, để chúng ta có 3 cái mục tiêu chính như vậy. Thì người ta định nghĩa hẹp môn vị là một cái hội chứng gây cản trở lưu thông tiêu hóa từ dạ dày chúng ta tràn. Đấy, cái định nghĩa này đã làm mở rộng cách tương đối cái khái niệm về hẹp môn vị. Nếu vậy, người ta các bạn hiểu rằng hẹp môn vị là gì? Là một tình trạng hạn chế cái lưu thông của dịch và hơi trong lòng dạ dày xuống tá tràng. Đấy, như vậy là các bạn thấy rằng là khi người ta định nghĩa như vậy thì cái nguyên nhân hẹp môn vị không nhất thiết nó phải nằm ở môn vị, đúng không? Môn vị là một phần của dạ dày, nhưng mà nó còn có thể nằm ở gì? Ở đoạn đầu tá tràng. Cứ miễn rằng là nó gây cản trở lưu thông qua cái lỗ môn vị đấy thì đấy là gọi là tình trạng hẹp môn vị, được chưa? Thì cái đặc điểm hẹp môn vị này nó là một cái hội chứng, nó có rất nhiều nguyên nhân. Các triệu chứng của nó thì rất dễ điển hình, rất dễ nhớ bởi vì nó có cơ chế gây ra triệu chứng, chúng ta dễ nhớ lắm. Thế và về mặt điều trị, thế đây là một cái điều trị cấp cứu, tuy nhiên là cấp cứu có trì hoãn. Có trì hoãn nghĩa là chúng ta có độ một vài ba ngày để gì? Để tiến hành hồi phục, tiến hành hồi sức, bù đắp cái chất điện giải thiếu cho bệnh nhân. Thế chúng ta đi vào nguyên nhân và cái mục tiêu đầu tiên là các cái nguyên nhân gây ra hẹp môn vị thì chúng ta gặp hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân ổ loét ở dạ dày hoặc hành tá tràng, và như vậy người ta gọi chung là bệnh gì? Bệnh loét dạ dày hành tá tràng. Và như vậy các bạn biết rằng là cái vị trí ổ loét này nó có thể nằm ở dạ dày, nó có thể nằm ở gì? Phần đầu của tá tràng. Đó. Cơ chế mà cái ổ loét nó gây hẹp ở chỗ rằng là tại chỗ nó gây cái ổ loét, cái vị trí kích thước, cái kích thước ổ loét, ổ loét to thì nó làm gì? Nó gây chèn ép, nó gây biến dạng, nó gây méo cái lỗ môn vị và nó gây gì? Gây hẹp lỗ môn vị. Thế rồi cái ổ loét ở đấy nó cạnh môn vị, nó gây co, kích thích, nó co thắt cái cơ môn vị, làm cho cái môn vị lúc nào cũng co lại. Thế rồi nó gây viêm nhiễm phù nề xung quanh cái ổ loét đó và cũng gây ra gì? Tình trạng hẹp cái lỗ môn vị. Thì đấy là cơ chế nó gây hẹp. Thế về mặt lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có tiền sử đau vùng thượng vị tiến triển nhiều đợt và ngày càng nặng lên. Đấy. Thì các bạn biết rằng là hẹp môn vị là một trong cái bốn cái biến chứng chính của cái ổ loét dạ dày hoặc ổ loét hành tá tràng. Đấy. Thì giai đoạn đầu, giai đoạn loét thì nó có các triệu chứng đau thôi, nhưng mà sau khi tiến triển lâu dài, ổ loét nó gì? Nó tăng kích thước lên, nó tiến triển lên và nó gây ra biến chứng, trong đó có biến chứng gây hẹp cái lỗ môn vị, được chưa? Người ta chẩn đoán xác định bằng gì? Bằng nội soi dạ dày tá tràng sẽ thấy hình ảnh cái ổ loét nó nằm ở dạ dày hoặc nằm ở tá tràng. Đấy. Thế và nhiều khi cái ổ loét gây hẹp đến mức mà cái ống soi làm sao nó không đi nổi
không xuyên được qua cái lỗ môn vị, vì cái lỗ môn vị nó bị gì, bị hẹp khít rồi đấy. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên là cái bệnh loét dạ dày tá tràng, thấy không? Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân bây giờ hay gặp nhiều hơn, đấy là bệnh ung thư dạ dày. Đấy. Ung thư dạ dày không nhất thiết là phải gì, là phải ung thư ở môn vị nó mới hẹp, mà trường hợp ung thư ở hang vị nó cũng gây hẹp cái đường vào môn vị đó, được chưa? Thế thì cái vị trí hay gặp nhất là ung thư ở môn vị hoặc ung thư ở hang vị. Về mặt triệu chứng thì triệu chứng lúc đầu là gì? Triệu chứng của gì, của ung thư dạ dày, tức là triệu chứng rất là mơ hồ. Đấy. Tuy nhiên sau đó khi cái bệnh ung thư nó tiến triển đến giai đoạn hẹp môn vị thì triệu chứng làm sao, bắt đầu nó rõ ràng hơn, bệnh nhân gì rất nhiều các triệu chứng. Trong nữa chúng ta sẽ đi về phần triệu chứng của hẹp môn vị, chúng ta sẽ rõ. Về mặt chẩn đoán xác định thì người ta gì cho bệnh nhân soi dạ dày sẽ thấy hình ảnh cái khối u nằm ở trong lòng dạ dày, hoặc người ta cho bệnh nhân chụp dạ dày thấy có một số hình ảnh như là hình ảnh khuyết hẹp, hình ảnh chít hẹp của môn vị. Thì đấy là hai cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra cái tình trạng gì hẹp môn vị. Thế ngoài ra chúng ta còn có một số các cái nguyên nhân khác gây hẹp môn vị, ví dụ như các loại u lành tính ở vùng môn vị, rồi trường hợp lao, lao cũng có thể gặp ở dạ dày, lao ống tiêu hóa cũng có thể gặp ở dạ dày. Thế rồi chúng ta cũng có thể gặp những bệnh bỏng, chưa bỏng, bỏng do uống axit này, bỏng do uống kiềm này. Bỏng thì hay gặp nhiều nhất là bỏng của thực quản, tuy nhiên chưa bỏng nặng nó vẫn có thể gây gì, gây bỏng của dạ dày, đặc biệt khi chúng ta sơ cứu không đúng cách. Thế rồi một bệnh nữa chúng ta có thể gây hẹp môn vị, bệnh hẹp phì đại môn vị ở trẻ nhũ nhi, tức là trẻ ở tuổi còn bú. Cái hẹp phì đại môn vị đây là một cái bệnh còn mang tiếng gọi là bệnh bẩm sinh, do gì, do cái khối cơ môn vị, cái cơ môn vị nó dày lên, và khi nó dày nó khỏe thì nó gây co thắt suốt ngày, làm cho cái lỗ môn vị hầu như không mở được nữa, và gây ra cái tình trạng gì, chính là tình trạng hẹp môn vị. Thế rồi chúng ta còn một số các nguyên khác, ví dụ các khối u ở ngoài nó đè vào môn vị, và hay gặp nhất là u tụy, u vùng đầu tụy, nó gây đè vào vùng môn vị và tá tràng. Rồi bây giờ người ta hay đi vào những bệnh như bệnh viêm tụy mạn tạo thành một khối, nó gây chèn ép vùng môn vị và tá tràng, gây ra cái tình trạng gì, hẹp môn vị. Thì đấy, đấy là một số các nguyên nhân mà tôi liệt kê là có thể gây ra tình trạng hẹp môn vị. Yeah. Chúng ta đi ra vào cái mục tiêu thứ hai của chúng ta là các triệu chứng lâm sàng của hẹp môn vị thì như thế này. Về mặt triệu chứng cơ năng, đầu tiên là bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, đúng không ạ? Đau bụng thì đối với hẹp môn vị bao giờ nó chia ra cái giai đoạn đầu, giai đoạn sau, giai đoạn cuối. Thì cơ chế đau là như thế này, lúc đầu á, môn vị nó bị đau là do gì? Khi có tình trạng xảy ra tình trạng hẹp, thức ăn làm ra nó đi đến môn vị làm ra, do cái lỗ hẹp đấy nó bị dừng lại. Và phản ứng tự nhiên của cơ thể là gì? Cái dạ dày nó sẽ tăng cường co bóp để nó cố dùng sức ép, dùng lực để đẩy cái thức ăn qua lỗ môn vị. Và như vậy, ở những cái giai đoạn đầu như vậy ấy, thì làm sao? Bệnh nhân đau là do gì? Đau do cái sự co bóp của dạ dày. Đấy. Và chính cái đau do sự co bóp thì nó sẽ có đặc điểm là gì? Đau thành từng cơn, đau thường xuất hiện sau khi ăn, bởi vì phải có thức ăn vào thì dạ dày nó mới có phản ứng phản xạ để làm gì? Nó mới có phản ứng để gì? Nó tăng cường bóp lại để nó đẩy thức ăn đi, đúng không ạ? Và đau thường sau khi ăn. Đấy. Nhưng chuyển sang giai đoạn sau. Đấy. Khi cái dạ dày nó cứ tăng cường co bóp mãi thế, về giờ nó bị gì? Nó bị mệt quá, nó bị yếu đi, nó không còn co bóp được nữa, người ta gọi lúc đấy giai đoạn dạ dày nó mất hết trương lực rồi. Và khi nó mất trương lực như thế thì toàn bộ thức ăn, nước uống ăn vào trong dạ dày nó ứ động lại trong dạ dày, và kết hợp việc dạ dày nó mất trương lực làm cho dạ dày ra nó giãn ra, nó càng ngày nó càng giãn to ra, nó chứa rất nhiều dịch và thức ăn trong đó. Đấy, thì lúc này cái đau ấy không phải là do co bóp nữa, bởi vì dạ dày lúc ấy hết sức co bóp rồi, không thể co bóp được nữa, và cái đau đấy là do cái tình trạng dạ dày nó giãn ra, nó ứ động dịch, ứ động thức ăn. Và như thế đặc điểm lâm sàng là ở giai đoạn đó bệnh nhân gì sẽ đau âm ỉ, đau liên tục, không đau thành cơn nữa. Đấy, đấy là cái cơ chế của triệu chứng đau là như vậy. Chuyển sang giai đoạn triệu chứng nôn. Giai đoạn triệu chứng nôn. Triệu chứng nôn thì là như thế này, vì chúng ta thấy rằng là khi mà môn vị nó bị hẹp, thức ăn nó không đi được nữa thì nó sẽ ứ động lại trong lòng dạ dày và nó sẽ nôn ra ngoài. Thì cái đặc điểm nôn của hẹp môn vị nó có những đặc điểm rất đặc hiệu, nó khác hẳn so với các cái bệnh khác gây nôn là như thế này. Thứ nhất, người ta nói là triệu chứng gì? Triệu chứng nôn ra thức ăn cũ. Thế nào được gọi nôn ra thức ăn cũ? Về mặt sinh lý thì tất cả thức ăn vào trong lòng dạ dày thì dần sau 6 tiếng. Thầy ơi, máy thầy lại mất tiếng như lúc nãy rồi ạ.
Mất tiếng à? Mất tiếng là chứ điểm sao quên. Lại rồi. Bây giờ nghe được chưa? Rồi ạ. Ok. Rồi. Tôi đã nói sang đến triệu chứng cơ năng tiếp theo là triệu chứng nôn. Đó. Triệu chứng nôn thì nó có đặc điểm rất là đặc hiệu của hẹp môn vị. Đặc điểm đặc tính thứ nhất đây là gì? Là nôn ra thức ăn cũ. Thì chúng ta biết rằng nôn thức ăn ấy, bình thường về mặt sinh lý là thức ăn thì sau khoảng 6 tiếng sau khi ăn vào nó gì? Nó sẽ trôi hết, nó không còn nằm ở trong dạ dày nữa. Nhưng ở những bệnh nhân hẹp môn vị thì thức ăn nó sẽ tồn tại trong đấy lâu hơn. Và vì cứ tồn tại lâu thế nó sẽ có phản là ứng là gì? Nó sẽ nôn ra ngoài. Thế thì thức ăn cũ được định nghĩa là thức ăn còn tồn tại trong lòng dạ dày gì? Trên 6 tiếng. Đấy. Thế và khi chúng ta hỏi bệnh nhân ấy, thì khi bệnh nhân ăn tại từ thời điểm ăn đến thời điểm nôn ra mà nó trên 6 tiếng nôn ra thức ăn đấy người ở thức ăn cũ. Và về mặt lâm sàng phải hỏi như thế này này, thường là bệnh nhân hay nôn nhiều vào buổi sáng. Thế thì bây giờ cũng hỏi bệnh nhân rằng là khi bác nôn vào buổi sáng như vậy có nôn ra những cái đúng những cái thức ăn mà mình ăn từ gì chiều tối hôm trước hay không? Tôi lấy ví dụ hôm trước ăn vào rau, ăn rau muống chẳng hạn, hôm sau nôn ra trong chất nôn còn nguyên cái lá rau muống đấy, hoặc hôm trước ăn thịt chẳng hạn, sáng sau nôn ra thì thức ăn vẫn còn nguyên cái phần thịt nó chưa tiêu hóa hết đấy. Và như vậy khi trong thức ăn hỏi bệnh nhân mà nó nôn ra những thức ăn mà bệnh nhân ăn vào đó gì trước quá 6 tiếng trước khi nôn ấy đấy, thì chúng ta định nghĩa đây là nôn ra thức ăn cũ, được chưa? Rất đặc hiệu trong cái hẹp môn vị. Cái đặc điểm thứ hai là ở cái giai đoạn sau của hẹp môn vị, cái dạ dày làm ra nó bị giãn ra rồi. Đấy. Thế thì bệnh nhân sau khi muốn ăn uống vào thì nó khó chịu lắm, bởi vì thức ăn nó đọng, nó ứ hết trong dạ dày làm cho cái dạ dày nó giãn ra, bệnh nhân thấy bụng trướng lên, ập mạch rất khó chịu. Thế và người ta tự quan sát thấy rằng là mỗi lần người ta nôn ra được ấy, thì cái bụng nó nhẹ đi, nó nhẹ nhõm, nó dễ chịu lắm. Thế và mỗi và bệnh nhân quen dần như thế là bệnh nhân tự móc họng để cho mình nôn ra, bởi vì người ta cứ thấy rằng là nôn xong thì người nó thấy sảng khoái lắm, thế nên người ta tự móc họng để cho nôn ra. Đấy, thì đấy cũng là một cái đặc điểm gì, một đặc điểm đặc hiệu trong cái triệu chứng nôn do gì, do hẹp môn vị. Chuyển sang cái triệu chứng toàn thân thì nó cũng có. Ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân chưa nôn hoặc nôn ít thì không có gì thay đổi cả. À, chuyển sang các giai đoạn sau khi bệnh nhân nôn nhiều thì nó có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nôn nhiều thì bệnh nhân làm sao? Mất nước, đúng không ạ? Cộng thêm cái tình trạng làm sao? Không hấp thụ được, bởi vì thức ăn và nước uống nó có trôi được ra khỏi dạ dày đâu. Thế nên ở giai đoạn sau nó sẽ có tình trạng gì? Mất nước. Mất nước thì có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có biểu hiện bệnh nhân đái ít, bệnh nhân khát, da khô, da nhăn nheo, nếp đàn hồi da dương tính, mắt tía hốc hác. Đấy, đấy là triệu chứng của mất nước. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng suy dinh dưỡng. Đúng không ạ? Suy dinh dưỡng là như này, bệnh nhân lâu quá rồi ăn vào bao nhiêu thức ăn toàn bị nôn ra ngoài hết, nó có trôi được qua môn vị xuống ruột non để hấp thu đâu. Đấy, thế đâm ra bệnh nhân suy dinh dưỡng thì sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ bị gầy, sút cân, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tình trạng suy dinh dưỡng kết hợp với dấu hiệu mất nước nó sẽ làm cho bệnh nhân tạo nên một cái hình ảnh người hẹp môn vị gọi là hình ảnh suy kiệt. Đó. Bệnh nhân thấy gầy còm, hốc hạm, mắt trũng, da khô, đó. Da thì còn mỗi tình trạng còn mỗi da bọc xương thôi. Đấy, đấy người ta gọi là tình trạng suy kiệt của triệu chứng toàn thân. Chuyển sang các cái dấu hiệu thực thể thì chúng ta có những cái dấu hiệu rất đặc hiệu nhỉ. Dấu hiệu thứ nhất gọi là dấu hiệu bụng lõm lòng thuyền. À, thế nào là bụng lõm lòng thuyền? Bụng lõm lòng thuyền tức là cái phần bụng làm sao? Cái phần bụng trên rốn ấy là gì? Nó bị phồng lên. Phồng lên do gì? Do dạ dày nó giãn ra, ứ động thức ăn. Đấy, thì nó phồng lên. Ngược lại, cái phần bụng dưới rốn thì ra lại lép kẹp. Như chúng ta thấy cái thành bụng nó dán vào, cái da bụng nó dán vào sát trước cột sống ấy. Nó lép là bởi vì sao? Bởi vì do hẹp môn vị, hơi và thức ăn nước uống không thể thoát được qua lỗ môn vị. Làm cho cái ruột của bệnh nhân, cái ruột non của bệnh nhân ấy, chả có cái gì cả, chả có cái gì xuống được đến đấy. Đâm ra trong lòng ruột non nó rỗng. Nó rộng lâu ngày thì cái ruột non này nó xẹp hết cả đi. Và như vậy bệnh nhân sẽ có hình ảnh là bụng phần trên rốn thì trướng phình lên, phần bụng dưới rốn thì lại xẹp, lép kẹp. Đấy. Cộng thêm hình ảnh bệnh nhân làm sao? Bệnh nhân suy kiệt gầy sút làm cho hai cái xương cánh chậu làm sao? Nó lộ ra, nó nổi rõ lên. Giống như những người bệnh nhân bị gầy ấy. Các bạn hiểu không? Đấy. Thì cái hình ảnh bụng như thế người ta gọi là gì? Bụng lõm lòng thuyền. Đấy. Cái phần lõm nhất là phần dưới rốn.
Thế thì còn phần nhô mạn thuyền nhô lên chính là gì? Phần thượng vị và hai cái mào chậu, được chưa? Dấu hiệu thứ hai là cũng rất đặc hiệu là dấu hiệu Bouvre. Đây là một từ tiếng Pháp. Dấu hiệu Bouvre là như thế này này. Tức là chúng ta sẽ thấy các cái sóng nhu động nó nổi lên ở vùng gì? Vùng chiên rốn. Bản chất của nó là do các cái nhu động của dạ dày nó co bóp. Đấy. Mỗi một lần dạ dày nó co bóp lại thì dạ dày nó nổi cuộn lên ở dưới da và chúng ta có thể nhìn thấy nó, chúng ta có thể sờ thấy nó và thậm chí có thể thấy nó thì nó di chuyển giống như dấu hiệu gì? Rắn bò. Đấy. Và như vậy là dấu hiệu Bouvre được phát hiện bằng cách là chúng ta gì? Búng, chúng ta kích thích vào trên cái thanh da thanh bụng thì sẽ thấy dạ dày nó co lại và nó nổi lên ở phần dưới da. Đấy gọi là dấu hiệu Bouvre dương tính. Triệu chứng thứ ba của khám thực thể tức là triệu chứng bụng lắc óc ếch. À, khi đói. À thế tại sao lại phải khi đói? Vì chúng ta biết rằng là khi đói thì trong dạ dày làm sao? Nó chỉ có gì? Nó chỉ có hơi và có dịch thì nó không thức ăn. À, chứ còn nếu mà chúng ta lắc bụng bệnh nhân vào cái lúc mà vừa ăn xong thì ra thì nó có thức ăn thì nó không tạo ra cái tiếng đi được. À, thế thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cầm một cái chai nước ấy, các bạn đổ một chai nước có độ nửa nước thôi thì trong cái chai đấy nó có gì? Nó có cả khí và có cả nước. Khi bạn lắc cái chai nước đây sẽ thấy cái tiếng nước làm sao? Nó óc ách, được chưa? Nhưng nếu các bạn lại thả vào chai nước đó một đống cát, thả cát vào cho chai nước, khi các bạn lắc lên thì chẳng thấy tiếng gì cả. Chính vì thế cho nên là gì? Nó chỉ tạo ra tiếng óc ách khi trong lòng nó chỉ có gì? Có hơi và có dịch. Đấy, chính vì thế chúng ta phát hiện cái dấu hiệu này khi bệnh nhân đói. Cách phát hiện như sau. Cho bệnh nhân nằm ngửa. Được chưa? Đấy. Hai tay đặt lên hai cái phần mào chậu của bệnh nhân. Và chúng ta đè bên phải xuống, đè bên trái xuống, như gọi là chúng ta bập bềnh cái bụng bệnh nhân sang hai bên ở mức độ tương đối nhanh. Thì giống như là cái kiểu chúng ta lắc một cái chậu, bập bềnh hai cái thanh chậu. Và cái phần nước, phần hơi ở trong lòng dạ dày nó sẽ tạo ra một cái tiếng một cái âm thanh. Và khi đó thì chúng ta áp sát cái tai của chúng ta lên thành bụng của bệnh nhân ấy, thì sẽ nghe được tiếng óc ách ở trong lòng dạ dày. Được chưa? Thì mô tả thì chúng ta mô tả như thế. Nhưng mà tốt nhất là hôm nào đi lâm sàng các bạn gặp một bệnh nhân là hẹp môn vị thì phải thay nhau vào mà khám để phát hiện cái dấu hiệu bụng lắc óc ách khi đói. Nhớ là phải khi đói nhé. Cho nên khi bệnh nhân vừa mới ăn xong thì lắc thì không nghe tiếng gì đâu. Và triệu chứng cuối cùng là chúng ta có thể sờ thấy một cái khối u vùng tự vị, gặp trong trường hợp mà hẹp môn vị do ung thư dạ dày. Bị ung thư hay gặp lắm, thường xuyên. Thì đâm ra là chúng ta khám những bệnh nhân ung thư dạ dày mà gây hẹp thường là u thì to, mà bệnh nhân hẹp môn vị thì lại suy kiệt gầy sút, thì đâm ra là thành bụng nó mỏng. Chúng ta khám rất dễ phát hiện được cái khối u đó. Chuyển sang các triệu chứng cận lâm sàng. Thì cái thăm dò đầu tay là chúng ta phải cho chụp bệnh nhân dạ dày, chụp dạ dày. Đấy, chụp dạ dày phải uống thuốc cản quang. Đấy. Thì nó sẽ có những hình ảnh như thế này. Thứ nhất là hình ảnh, người ta gọi là hình ảnh dạ dày giãn. Dạ dày giãn là như thế nào? Bình thường chúng ta thấy dạ dày chủ yếu là một vùng chuyên rốn. Khi thuốc cản quang vào, ở những trường hợp hẹp môn vị, chúng ta thấy giãn ra, có nghĩa là hình ảnh dạ dày làm sao? Nó tụt xuống, nó xa xuống thấp cả dưới rốn. Thậm chí như lúc ấy các bạn thấy nó xa xuống thấp cả dưới mào chậu. Cho vậy là cái triệu chứng đầu tiên là triệu chứng gì? Dạ dày giãn, được chưa? Triệu chứng thứ hai là dạ dày làm sao? Nó mất hoặc giảm nhu động. Muốn phát hiện được mất hoặc giảm nhu động thì chúng ta phải gì? Chiếu dưới màn tăng sáng chứ chụp không nhìn thấy, được chưa? Thì dưới màn tăng sáng thì bình thường dạ dày co bóp, chúng ta sẽ dạ dày nó có thuốc cản quang sẽ co bóp dưới màn tăng sáng, nhưng còn nếu mà nó mất hoặc nó giảm thì quan sát mãi chả thấy nó có tí nhu động nào cả. Đấy. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng gì? Dạ dày có hình ba mức. Thế nào là ba mức? Ở trong dạ dày chúng ta sẽ chụp cản quang lên sẽ thấy ba cái màu khác nhau. À. Cái mức trắng nhất chính là phần đáy dạ dày. Được chưa? Cái phần thấp nhất thì do thuốc cản quang làm sao nó đọng lại gì đấy, nó tạo ra một cái hình ảnh trắng toát như tuyết ấy. Đấy, đấy gọi là mức thứ nhất là mức màu trắng. Mức thứ hai ở giữa màu nó trắng nhưng mà nó nhờ nhờ, nó nhạt hơn, bởi do cái nước làm sao, cái nước ấy, nó cản quang nó tạo ra cái mình màu hơi trắng nhạt nhạt như thế. Thế và cái lớp mức thứ ba là mức trên cùng, gọi là gì, là cái hình ảnh khí khi chụp lên thì nó có màu đen. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ thấy hình ba mức, tức là mức gì? Mức barit, mức nước và gì? Mức hơi ở trên. Đấy. Triệu chứng tiếp theo là gì? Là hình ảnh tuyết rơi. À, cái hình ảnh này thì chúng ta phải chiếu dưới màn tăng sáng chúng ta mới thấy được. Hình ảnh tuyết rơi là gì? Ở trong lòng dạ dày nó có sẵn ứ động dịch, nó có sẵn dịch trong dạ dày rồi.
khi cho bệnh nhân uống một ngụm thuốc cản quang vào thì cái thuốc cản quang đấy nó sẽ rơi thành từng giọt từ từ trong cái lớp nước ở trong dạ dày, nó giống như hình ảnh tuyết rơi ấy, người ta mô tả như vậy nhé. Thế và một cái triệu chứng quan trọng nhất của chụp dạ dày là gì? Là sau 6 tiếng các bạn cho bệnh nhân chụp, cho uống thuốc cản quang nhé, rồi chụp xong cho bệnh nhân về khoa, 6 tiếng sau phải hẹn bệnh nhân lên chụp lại một cái phim không chuẩn bị, thì sẽ thấy rằng là sau 6 tiếng cái thuốc cản quang ra nó vẫn còn đọng trong dạ dày. Đấy, thế thì hình ảnh thuốc cản quang còn đọng trong dạ dày sau 6 tiếng, đấy là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định là gì? Có gì? Có hẹp môn vị. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đây, đây là hình ảnh các bạn thấy là hình ảnh chụp phim thường, đây còn hình dạ dày giãn, hiểu không? Nó chứa toàn hơi trong này. Đấy. Thế đây cũng thế, đây là dạ dày nó giãn ra và người ta cho uống thuốc cản quang thì các bạn thấy là thuốc cản quang làm sao? Nó đọng ở phần thấp, ở trên này là gì? Là hơi. Và đây chúng ta thấy rằng là đây là cái thành tá tràng, đây là cái phần hang môn vị. Thì thuốc cản quang nó đi qua cái phần hang môn vị đây, môn vị bằng một đường chỉ. Đấy, như một cái đường hầm rất đều như này. Đây là một trường hợp làm gì? Trường hẹp môn vị do gì? Do phi đại cơ môn vị ở trẻ con. Lẫn hết vào cái lớp dịch trong dạ dày. Thế và ở bên này chúng ta thấy ở vùng hang vị đây nó có một hình khuyết. Đấy. Và trong lòng cái hình khuyết thì chúng ta thấy là đây cái đường thuốc cản quang nó đi mờ mờ qua đây này. Đấy. Đây là một trường hợp u dạ dày, ung thư dạ dày, thấy chưa? Ung thư dạ dày tạo ra một hình như này gọi là hình này gọi là hình khuyết này. Vì đang dạ dày, thuốc cản quang nó đang to này nó đi vào một cái hình này nó nhỏ hẹp lại, người ta gọi là khuyết, thấy chưa? Thế và đây toàn bộ đây là cái khối u và trong lòng khối u là thuốc cản quang nó còn một phần nó đi qua để xuống dưới hành tá tràng. Chuyển sang một triệu chứng cận lâm sàng thứ hai là chúng ta cho bệnh nhân soi dạ dày. Thì cái việc đầu tiên soi, triệu chứng đầu tiên là người ta đặt ống soi vào, người ta thấy dạ dày giãn rất to, được chưa? Và trong đây nó có nhiều gì? Nhiều dịch, dư động rất nhiều dịch. Vì đa số khi người ta soi là người ta phải để cho bệnh nhân nhịn đói thì mới được soi, nhịn đói trên 6 tiếng thì mới soi. Đa số là bệnh nhân ăn từ ngày hôm trước, thì sau đó thì sao? Sau đó thì mới soi. Đấy. Alo. Alo. Em đã sẵn. Tất cả đã việc chuyển làm từ buổi sáng rồi. Cái việc của anh là bám theo cái hướng dẫn phòng 252 để vào viện. Thế thôi ạ. Vâng, đã nói tất cả chị, các anh chị em đều biết hết rồi. Vâng, nhé. Cái triệu chứng tiếp theo là cái ống soi làm sao? Nó không xuống được. Nó không đi được qua lỗ môn vị trọng trường hẹp khít. Đấy. Thế cái này rất là quan trọng. Nếu mà ống soi này không đi được qua lỗ môn vị thì nó chỉ quan sát được những cái phần gì thuộc về dạ dày. Thế còn những cái tổn thương gì mà lại không phải do dạ dày mà lại do hành tá tràng chẳng hạn thì nó sẽ không quan sát được. Chính vì thế cho nên là những cái nguyên nhân gây hẹp môn vị mà do các tổn thương ở dưới tá tràng ấy thì nếu lỗ môn vị mà hẹp khít thì nó sẽ không xuống được tá tràng, người ta không nhìn được. Mà người ta chỉ nhìn được những cái tổn thương của dạ dày, ví dụ những phần ung thư như hình u xùi, như hình ổ loét ở phần dạ dày. Đấy, đấy cái đặc điểm soi nó như vậy. Bởi vậy là sau khi có các cái triệu chứng như vậy, chúng ta sẽ đưa vào dựa vào đến cái phần chẩn đoán xác định dựa vào cái gì? Thứ nhất, chẩn đoán xác định hẹp môn vị dựa vào thứ nhất là các triệu chứng lâm sàng với các biểu hiện rất đặc hiệu là gì? Triệu chứng đau vùng thượng vị này, nôn ra thức ăn cũ này, khám thấy cái bụng lõm lồng thuyền này, khám thấy có dấu hiệu lắc óc ách này, thì đây là cái triệu chứng lâm sàng rất đặc hiệu. Và chụp X quang người ta thấy hình ảnh dạ dày giãn to và sau 6 tiếng thuốc cản quang vẫn còn ứ đọng ở trong lòng dạ dày. Đấy, thì cái triệu chứng thuốc cản quang vẫn ứ trong lòng dạ dày này, đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán gì? Chẩn đoán hẹp môn vị. Đấy, các bạn nhớ cho. Tiêu chuẩn vàng để tôi xem có cái hình ảnh ở đây. Việc chuyển sang cái phần chẩn đoán phân biệt
Cho nói về hẹp môn vị thì nó có một số thứ không phải nhiều lắm. Chủ yếu nhất là bệnh co thắt tâm vị. Co thắt tâm vị là cái bệnh mà bệnh nhân có triệu chứng thì bệnh nhân đều triệu chứng uệ nhiều hơn triệu chứng nôn. Uệ tức là cái phần thức ăn nó ở trong thực quản nó ra ngoài thì người ta muốn chẩn đoán phân biệt chứ bệnh cái triệu chứng nôn do hẹp môn vị. Thường những chít hẹp ở phần giữa của dạ dày nó cũng có thể triệu chứng giống hẹp môn vị nhưng mà rất là hiếm gặp. Những trường hợp hẹp do tá tràng, hẹp ở tá tràng ví dụ thì người ta chia làm hai loại, hẹp trên bóng vate. Trên bóng vate thì triệu chứng nó giống như hẹp môn vị. Thế còn hẹp ở cái vị trí hẹp ở dưới bóng vate thì bệnh nhân có biểu hiện là nôn ra rất là đắng, nôn ra cái nước đấy là nước mật. Vì chúng ta biết là dịch mật nó đổ vào cái bóng vate. Nếu mà hẹp ở bên dưới bóng vate thì khi chúng ta nôn ra là dịch mật nó có trong cái chất nôn nên làm cho bệnh nhân cảm giác rất đắng. Về mặt nguyên chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta thấy rằng là dựa vào chụp X quang đó, thì 80% người ta có phân biệt được do hẹp do nguyên nhân ở loét thành tá tràng hay nguyên nhân là do gì ung thư của dạ dày đó. Anh nhắn nó độ khoảng nửa tiếng nó gọi tôi đang giảng bài đấy, bảo nửa tiếng nó gọi thôi nhé. Ok. Thế cái chẩn đoán nguyên nhân người ta dựa vào một cái thứ hai, một cái biện pháp thứ hai là nội soi. Thì như tôi đã nói rồi, nội soi thì người ta sẽ chẩn đoán chính xác hơn, nhưng mà chẩn đoán là cái nguyên nhân nằm trong lòng dạ dày. Còn nếu như mà cái nguyên nhân nằm ở trong tá tràng, nó phải phụ thuộc vào việc là ống soi đấy nó có đi được qua cái chỗ lỗ môn vị bị hẹp hay không nhé. Chúng ta chuyển sang cái phần mục tiêu cuối cùng là phần điều trị. Như tôi đã nói, hẹp môn vị là một cái điều trị cấp cứu có trì hoãn. Trì hoãn tức là nhà hẹp môn vị thì chưa phải điều trị bằng phẫu thuật rồi, nhưng trước khi mổ ổ chúng ta phải cho bệnh nhân 2 đến 3 ngày để chúng ta điều trị nội khoa, bù đắp lại những thứ mà bệnh nhân đang thiếu cho cơ thể sức khỏe nó tốt lên. Thế trong vòng mấy ngày đấy người ta sẽ làm gì? Thứ nhất là người ta phải rửa dạ dày, được chưa? Vì dạ dày như các bạn biết là trong dòng dạ dày ấy, nó chứa đọng nhiều dịch đọng lại. Thế đâm ra người ta phải rửa dạy bằng cách người ta dùng một cái ống to, ống phút xê, người ta đặt vào trong dạ dày, người ta truyền nước ấm vào, xong người ta lại hạ để hạ nước để cho nước trong lòng là ra nó thoát ra ngoài, được chưa? Và cái tác dụng của rửa dạ dày như thế làm cho dạ dày làm sao nó không còn cái dịch ứ đọng nữa, và bệnh nhân làm sao bệnh nhân sẽ không bị nôn. Cái nôn nó làm cho bệnh nhân rất nguy hiểm đó, nôn nó làm cho bệnh nhân mệt đó, chúng ta thấy rằng ai mà nôn nhiều là mệt lắm. Rồi nó nguy hiểm nữa là cái chất trong lòng dạ dày là chất bẩn, nếu mà không may bệnh nhân nôn nhiều lại hít vào trong bên trong phổi nó sẽ gây ra nhiễm trùng hô hấp rất là nặng. Đấy. Và sau khi rửa dạ dày xong, chúng ta phải đặt một ống thông dạ dày để lưu lại trong lòng dạ dày, để cho cứ dạ dày nó tiết ra bao nhiêu dịch nó theo ống thông dạ dày nó ra ngoài thì bệnh nhân sẽ bớt cắt được vòng xoắn bệnh lý, bệnh nhân sẽ không bị nôn nữa. Rồi chúng ta phải cho bệnh nhân làm sao? Cho bệnh nhân các cái thuốc kháng sinh đó, vì ứ động trong lòng dạ dày nó có thể gây nhiễm khuẩn đó. Chúng ta cho bệnh nhân kháng sinh, rồi các cái chất làm giảm tiết dịch vị, bây giờ tất cả các loại thuốc làm ức chế bơm proton H cộng đấy đó. Thì chúng ta cho Nexium đấy để cho nó giảm cái việc tiết dạ dày để bớt cái dịch ứ động trong dạ dày đi. Thế rồi đặc biệt quan trọng là chúng ta phải truyền cho bệnh nhân, truyền cái gì? Truyền nước. Bệnh nhân nôn nhiều bệnh nhân mất nước, rồi bệnh nhân nôn nhiều bệnh nhân mất các cái chất điện giải, chúng ta phải bù các cái chất điện giải tùy theo cái xét nghiệm máu. Và chúng đặc biệt là chúng ta phải nuôi dưỡng cho bệnh nhân, đúng không? Bệnh nhân lâu ngày suy kiệt như thế không hấp thu được lại mất qua cái chất nôn, nên chúng ta phải nuôi dưỡng bằng các cái chất dinh dưỡng đấy, đường, đạm, mỡ, và bổ sung các cái điện giải cho bệnh nhân. Sau khi chuẩn bị bệnh nhân được 2-3 ngày như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu phải cho bệnh nhân mổ, phải tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. Và đây thì chúng ta sẽ có mấy cái phương pháp mổ như này. Phương pháp thứ nhất là phương pháp nối vị tràng. Nối vị tràng tức là thế nào? Nối vị tràng tức là người ta đưa một quai ruột non lên, người ta nối với dạ dày ở cái phần trước chỗ hẹp. Đấy. Như vậy nó sẽ tạo ra được một cái miệng nối. Tôi cắm cái máy này của tôi nó hết pin.
Cái phương pháp đầu tiên gọi là phương pháp nối vị tràng. Đấy. Thì nối vị tràng tức là gì? Người ta tạo ra một cái đường đi cho thức ăn mà qua một cái miệng nối mới, qua một cái đường đi khác, không đi qua cái chỗ lỗ môn vị nữa. Đấy, tức là người ta đưa quay ruột lên, người ta nối như vậy. Thế thì cái đặc điểm của cái nối vị tràng này là gì? Nó chỉ giải quyết được tình trạng hẹp môn vị, tức là chỉ giải quyết được tình trạng ứ đọng thôi. Thì bao nhiêu chất ứ đọng nó sẽ qua miệng nối nó xuống ruột. Đấy. Nhưng nó lại không giải quyết được nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân ổ loét thì ổ loét còn nguyên. Nguyên nhân là nó khối u thì khối u nó vẫn còn nằm nguyên như vậy. Đấy. Thế thì ưu điểm của cái phương pháp này là gì? Là nó dễ dàng, nó dễ thực hiện, đúng không? Bệnh nối vị tràng này phẫu thuật dễ, làm nhanh. Đấy. Thế nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là gì? Nó chỉ giải quyết được tình trạng hẹp thôi, mà cái gì? Cái nguyên nhân hẹp tức là gì? Cái nguyên nhân nó còn nằm yên đấy. Chính vì thế chúng ta phải lựa chọn, phải chỉ định. Đấy. Người ta lựa chọn chỉ định cái nối vị tràng này trong trường hợp nào? Thứ nhất là về mặt sức khỏe bệnh nhân không bảo đảm, bệnh nhân già, bệnh nhân yếu, bệnh nhân suy, bệnh nhân có nhiều bệnh phối hợp toàn thân, không thể chịu đựng được các phẫu thuật lớn, thì người ta sẽ gì? Người ta sẽ ứng dụng cái phương pháp nối vị tràng này. Chỉ định thứ hai là gì? Những trường hợp mà cái nguyên nhân của hẹp môn vị không thể giải quyết được, ví dụ như nguyên nhân là ổ ung thư, khối ung thư mà lại có di căn khắp nơi rồi, không thể cắt bỏ được. Thế hoặc là cái ổ loét đấy làm sao nó sâu, nó bị co kéo, nó thâm nhiễm nhiều, người ta không thể cắt bỏ được, thì người ta phải gì? Người ta phải dùng cái phương pháp nối này. Theo cái trường hợp chỉ định thứ ba, người ta nối vị tràng trong trường là cái trình độ của phẫu thuật viên, người ta không thể cắt được dạ dày, phẫu thuật viên ở các tuyến dưới người ta không có trình độ cắt dạ dày, hoặc là các điều kiện về trang thiết bị mổ người ta không có, điều kiện về gây mê hồi sức người ta không tốt, thì đấy, trong tất cả những điều kiện để người ta muốn làm cái phẫu thuật đơn giản nhẹ nhàng nhất, thì người ta gì? Người ta sẽ chỉ định nối vị tràng cho bệnh nhân. Chuyển sang cái phương án thứ hai là phương pháp cắt dạ dày. Đấy. Cắt dạ dày thì đó là gì? Tức là người ta cắt cái phần dạ dày đi, cắt 2/3 hoặc cắt 3/4 tùy theo nguyên nhân. Thế thì ưu điểm của phương pháp cắt dạ dày là gì? Nó vừa giải quyết được tình trạng hẹp và lại gì? Vừa giải quyết được cái tình trạng, cái nguyên nhân gây hẹp. Ví dụ có ung thư, có cái khối ung thư thì người ta lấy bỏ đi, có cái ổ loét thì người ta cũng lấy bỏ đi. Đấy, đây là ưu điểm. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Đây là một cái phẫu thuật tương đối lớn, đâm ra phải đòi hỏi rất nhiều thứ. Điều kiện, phải có điều kiện mới thực hiện. Ví dụ như phẫu thuật viên phải có trình độ phải cắt dạ dày. Các bác sĩ gây mê hồi sức phải bảo đảm được gây mê để mổ kéo dài được 2-3 tiếng. Thế rồi thể trạng của bệnh nhân là gì? Là sức khỏe bệnh nhân phải tốt để chịu đựng được một cái phẫu thuật tương đối lâu như thế. Đấy, thế thì đấy là cái nhược điểm như vậy. Và như vậy là đối với chỉ định thì như nào? Người ta áp dụng được cái phẫu thuật này khi mà nó có đủ điều kiện. Ví dụ như là cái thể trạng bệnh nhân cho phép, phẫu thuật viên người ta có kỹ thuật, điều kiện gây mê hồi sức người ta thực hiện được, thì người ta nên lựa chọn phương pháp này thì nó sẽ tốt hơn. Nó tốt hơn ở chỗ là gì? Nó vừa giải quyết được tình trạng hẹp, lại vừa giải quyết được gì? Các cái nguyên nhân gây hẹp. Đấy. Thế còn cắt đến đâu thì nó tùy theo tổn thương. Ví dụ tổn thương do loét dạ dày, người ta tràng người ta cắt 2/3 dạ dày thôi. Còn với những cái ung thư dạ dày, người ta bắt buộc phải cắt 3/4 dạ dày, hoặc gần toàn bộ, hoặc thậm chí có trường hợp người ta phải cắt toàn bộ dạ dày. Đấy. Chuyển sang cái phương pháp thứ ba là gì? Là phương pháp cắt thần kinh 10. Đấy, kèm theo phẫu thuật dẫn lưu dạ dày ruột. Thế nào được gọi là phẫu thuật dẫn lưu dạ dày ruột? Đấy là tình trạng là cái phẫu thuật là người ta gì? Một là người ta tạo hình môn vị. Đấy, tạo hình môn vị tức là như này. Bình thường cái cơ môn vị là cơ vòng, được chưa? Người ta sẽ cắt đứt đôi cái cơ môn vị đấy ra. Người ta có thể cắt dọc và người ta không lại theo chiều ngang để làm cho cái lỗ môn vị làm ra nó rộng ra. Đấy người ta gọi là tạo hình môn vị. Thế nên nối vị tràng thì tôi nói rồi, ta đưa ruột lên để nối vị tràng. Đấy. Tại sao khi cắt thần kinh 10 người ta phải kèm theo cái phẫu thuật này? Bởi vì khi các bạn cắt thần kinh 10 thì cái thần kinh mà chi phối hoạt động của cơ môn vị thì chính là thần kinh 10 nó không còn nữa. Cái cơ môn vị sao nó sẽ không còn hoạt động được nữa và nó không mở ra được nữa. Chính vì thế khi cắt thần kinh 10 người ta phải kèm theo gì? Hoặc là tạo hình môn vị, hoặc là nối vị tràng. Đấy. Thế về mặt chỉ định thì cắt thần kinh 10 này chỉ được chỉ định cho trường hợp là hẹp môn vị do loét dạ dày tá tràng, chứ không được ứng dụng cho trường hợp ung thư. Ung thư thì cắt thần kinh 10 nó không có tác dụng gì hết. Đấy. Thì ưu điểm của phương pháp này nó cũng là nhẹ nhàng, nó bảo tồn nguyên được sự nguyên ten của dạ dày và chúng ta chỉ cắt cái thần kinh 10 thôi. Đấy. Tất nhiên cắt thần kinh 10 thì người ta có nhiều kỹ thuật khác nhau, lớn nhất là người ta cắt thần kinh 10 toàn bộ. Rồi tiếp theo người ta có thể cắt thần kinh 10 chọn lọc,
và sau này người ta còn phát hiện triển được những cái kỹ thuật nữa là cắt thần kinh 10 siêu chọn lọc, tức là cái phần người ta cắt bỏ thần kinh nó sẽ rất là ít. Đấy, đấy là toàn bộ những cái phần ba cái phương pháp điều trị đối với hẹp môn vị để giới thiệu với các bạn. Thế thì bây giờ là các bạn có, chúng ta sẽ còn nhiều thời gian chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nào, các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với nhau. Và mời các bạn. Alo. Vâng, ngại ngại. Có bảo là nó sẽ xa xuống, xuống, có thể xuống, xuống qua màng chậu. Thì là nó có cách đi ra trên nét, nó có thể gây ra các trụ không ạ? Alo, tôi nghe cái mic của bạn, tức là nó bị ngắt quãng. Nói thì được từ nghe được từ không, thế đâm ra là bạn chỉnh lại và bạn đặt lại câu hỏi cho tôi. Dạ vâng ạ. À, tiếp tục đi câu hỏi đi. Alo. Là trong thời gian chờ bạn ấy chỉnh mic thì bạn khác đi. Các bạn nào có câu hỏi các bạn chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Alo. Dạ chúng em vẫn đang nghe thấy ạ. Thế bạn nào có câu hỏi thì chúng ta tiếp tục đi. Có một bạn vừa đặt câu hỏi gì với chuyện dạ dày giãn đấy, mà đã kết nối lại được cái mic chưa? Em rõ chưa? Đừng nghe được rồi đấy, bạn nói đi. Vâng ạ. Em hỏi là cái dạ dày giãn thì nó có gây chèn ép vào các cơ quan thì nó có gây các chứng phụ không? Các bạn biết là cái dạ dày ấy, nó không phải là tạng đặc, dạ dày nó một cái tạng rỗng. Thế đâm ra là cái việc dạ dày nó giãn ra, không bao giờ nó chèn được vào cái gì cả. Đó. Vì khi nó giãn ra, nó vào trong cái phần ổ bụng thì các bạn thấy rồi đấy, ổ bụng nó rộng rãi lắm. Đó. Không chèn ép được vào cái gì hết. Cho nên là không bao giờ có triệu chứng nào gọi là chèn ép các cơ quan đi kèm trong trường hợp môn vị cả. Các bạn yên tâm là như thế. Đã vâng, cảm ơn. Mời các bạn khác. Em thưa thầy ạ. Tức là trong giai đoạn đầu thì dạ dày nó có tăng trương nhu lực và tăng nhu động ấy. Thì nó có thể là cái nhu động đấy nó có thể mạnh làm thủng dạ dày và mình sẽ phải chuyển. Không bao giờ nhá. Những cái phản đấy là những cái phản ứng gọi là sinh lý tự nhiên của con người. Cái nhu động nó tăng nó gây tạo áp lực thôi, nhưng mà không bao giờ nó gây thủng cả. Các bạn biết rằng là, bạn biết rằng những trường hợp một thủng ổ loét ấy, cơ chế thủng không phải do áp lực. Cơ chế thủng là gì? Do cái ổ loét nó ăn mòn thành dạ dày. Nó cứ mòn dần mòn rộng đến khi nó khoét thủng thành dạ dày ra, hiểu không? Chứ còn không bao giờ mà nó không, cái cơ chế thủng nó không phải là do áp lực nó tăng. Đó. Chúng ta có liên quan vấn đề áp lực trong ổ bụng, những trường hợp chấn thương bụng á, chấn thương bụng vỡ tạng rỗng ấy, thì những cái trường hợp áp lực chấn thương bụng ổ bụng rất là lớn, nó thường gây ra vỡ tạng rỗng là vỡ ruột non. Chứ đối với cái dạ dày là cái mà tạng nó tương đối dày, cho nên là hầu như không bao giờ gây vỡ được dạ dày, bạn cứ yên tâm như vậy. Với các bạn khác. Bạn nào còn câu hỏi gì nữa? Rồi nếu như các bạn không còn câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây. Và chào cả lớp và cảm ơn các bạn. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Chào các bạn.